Đời này mình sống tới tuổi này á, tùy theo cái tuổi, mình sống tới 40, 50, 60 thì mình cũng tạo nghiệp theo cái độ tuổi của mình. Bởi vì mỗi ngày do chúng ta suy nghĩ, hành động và lời nói, có thể chúng ta có vô tình hoặc cố ý chúng ta tạo những cái nghiệp không lành. Thì vì vậy cho nên cái cuộc sống của chúng ta thường gặp trở ngại. Dù là cuộc sống trong đạo hay là cuộc sống ở ngoài đời, nói chung là cuộc sống có nhiều trở ngại, một phần là do những cái nghiệp chướng của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta thường sám hối, không phải mình sám hối mà tội tiêu diệt, mà nhờ cái công đức chúng ta dừng lại các cái nghiệp và chúng ta không tiếp tục làm, và nhờ những lời kinh đó mà nhắc nhở chúng ta để chúng ta cố gắng chúng ta sống thiện càng tốt, càng nhiều càng tốt, để làm cái năng lượng bình an cho mình, cho người thân mình, cho những người xung quanh của mình. Vì vậy mà tụng kinh, dù có thể mình không hiểu hết những cái nghĩa sâu sắc của kinh, nhưng mà nhờ khi mà chúng ta ngồi tụng như vậy đó, chúng ta thanh tịnh được ba nghiệp thân miệng ý, và chúng ta duyên theo lời kinh, cho nên từ đó nó tỏa ra được cái năng lượng bình an. Có nhiều người, người ta ngồi, người ta nghe mình tụng thôi thì người ta cũng có được sự bình an. Cho nên mình, nếu mà mình ở nhà mình theo dõi livestream thì mình có hai cách mình theo dõi. Một là mình dựng cái phone ở trước bàn Phật của mình, rồi mình cũng mặc áo tràng, cũng hành trì y như là mình đang thực hiện một khóa lễ và có quý thầy hướng dẫn. Còn như trường hợp những vị nào không có phương tiện thì mình có thể dựng cái phone của mình hay là cái iPad của mình ở đâu đó, ở trên bàn ăn, rồi mình cũng ngồi trang nghiêm trên ghế, mình hành trì theo. Nhưng mà nhờ cái giây phút mình thực hiện trong cái hoàn cảnh của mình, thì tự nhiên mình không có lãng phí thời gian, và trong giây phút đó mình đang tạo những cái nghiệp thiện lành cho mình. Trong cuộc sống của chúng ta đó, chúng ta thường có khi mình tạo tội. Chữ tội là gì? Khi mà chúng ta cố tình chúng ta làm một việc gì đó thì không phải là mình, khi mình làm một cái điều sai, người khác có thể ảnh hưởng, không phải người ta lãnh mà người ta ảnh hưởng. Ví dụ như vừa rồi ở bên Mỹ thì cái ông cảnh sát đè cổ một cái người Mỹ đen đó, thì cái ông kia ổng tắt thở ổng chết. Thì bây giờ dân, những người da đen họ 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 đánh phá, họ đốt các cái khu cửa tiệm. Thì bây giờ buộc lòng là phải đem cái ông cảnh sát đó ra xử. Và những người có cùng cộng tác với ông cũng ảnh hưởng ít nhiều. Người ta không có lãnh hết cái nghiệp của một ai đó, nhưng mà trong cuộc sống mình làm một cái điều gì, nó có thể nó ảnh hưởng đến người khác. Ở đây là Pháp Hòa muốn có một câu hỏi, là tại sao mình không thể lãnh nghiệp giùm người khác nhưng mình có thể hồi hướng công đức của mình cho người đó? Thường thường ở trong cuộc sống mình làm việc gì tốt, trong Phật Pháp mình hay nói hồi hướng. Nhưng mà mình biết rằng không phải mình hồi hướng mà người đó được. Tại sao? Tại vì người đó cũng phải có cái phước để nhận được cái phần hồi hướng của mình. Bây giờ mình nói đơn giản, trong cuộc sống thường thường người ta nói ai, mình nói mình gặp người ta mình chia buồn, nhưng mà mình thật sự nếu người ta chia mình có dám lãnh không? Rồi mình gặp người ta có niềm vui mình nói xin chia vui, vui ai dám cho, ai cho. Thành thử ra cái vấn đề mà chúng ta hồi hướng là cái tâm thiện lành. Khi chúng ta làm được việc tốt, chúng ta nghĩ đến, chúng ta muốn chia sẻ. Cũng giống như mình nấu một món ăn, mình đem ra, mình nói tôi nấu món ăn mời hết tất cả mọi người, nhưng mà trong đó có những người ăn được nhiều, ăn được ít, và có những người không ăn được. Vì những người không ăn được là tại vì cơ thể họ không thể tiếp nhận được cái món ăn đó. Những người ăn ít là bởi vì có thể họ không quen món ăn đó. Những người ăn được nhiều là họ thích. Thì cái phước của chúng ta chan rãi đồng đều, nhưng mà tùy theo mỗi cái phước của mỗi người mà người ta tiếp nhận. Cũng giống như một cái người, người ta nói một cái điều hay cũng chưa chắc mọi người sẽ tiếp nhận. Cho nên nhưng không vì vậy mà chúng ta không nói điều hay.
Mình cứ nói, mình cứ tiếp tục mình sống tốt, mình tiếp tục mình chia sẻ cái điều lành. Còn bao nhiêu người hấp thụ, bao nhiêu người được tiếp nhận là tùy. Tại vì sao? Vì cái duyên của mỗi người nó mỗi khác. Cho nên khi mà chúng ta nói là chúng ta thật sự chúng ta không thể lãnh, nhưng mà chúng ta có phần ảnh hưởng. Ví dụ bây giờ trong đây có một người nào làm sai, thì cái người chính đương sự đó, đó là nghiệp của họ rồi. Còn mọi người xung quanh là có cái phần ảnh hưởng. Cho nên mình hồi hướng hay là nghiệp ở trong cuộc sống đó, đã là nghiệp của mỗi người thì ai cũng có phải tự nhận cái đó. Thì phước cũng vậy, phước của mình thì mình hưởng thôi. Còn cái phần mình chia sẻ đó là tùy theo cái phước duyên của mỗi người. Chứ không phải mình học mình nhưng không thể không hồi hướng. Nhưng mà trong cái tâm niệm lành, có nhiều người người ta cũng không có niệm lành đó, thì người ta đâu có chia sẻ cho ai. Nhưng mà trong Phật Pháp là mình luôn luôn khuyến thiện. Còn cái vấn đề là lãnh nghiệp, không lãnh nghiệp cho ai, để mình nói để chi? Để mọi người đừng có ỷ lại vào người khác. Đừng có ỷ lại vào người khác để tự mình sống tốt. Còn nói là hồi hướng là để tự đương sự, cái người tu tập niệm lành luôn luôn sống mà biết trang rãi đến mọi người. Cho nên á, thường thường mình gặp ai đó mình nói tội nghiệp. Tội nghiệp là gì? Nghĩa là cái nghiệp họ làm bây giờ thành cái tội. Nhưng mà chúng ta chỉ nói có một câu tội nghiệp mà chúng ta quên một câu thứ hai là gì? Phước nghiệp. Họ có cái phước, họ sống bằng cái nghiệp đó. Ví dụ có những người sống luôn luôn biết thương mọi người, biết nghĩ đến mọi người, sống trong chúng mà luôn luôn đến với chúng mà ai người ta cũng hạnh phúc, thì cái đó là cái phước nghiệp của người đó. Nhưng mà một người nào đó sống trong chúng mà họ luôn luôn họ làm những cái điều khó khăn cho chúng, thì cái đó là tội nghiệp. Thành ra mình lâu xưa giờ mình nói có một câu cứ ai thấy khổ khổ nói tội nghiệp. Nhưng mà tại sao có những người người ta sống thiện lành thì chúng ta có câu thứ hai chúng ta nói là phước nghiệp. Cho nên đừng chỉ có một câu tội nghiệp mà quên cái phần phước nghiệp. Chợ đây cũng thế, đa phần chúng ta nói hồi hướng, nhưng mà chúng ta biết rằng cái hồi hướng đó là cái tâm thiện lành chúng ta muốn chia sẻ cho mọi người. Còn nhận được bao nhiêu là tùy phước của họ. Còn nghiệp ai dám lấy? Trong cuộc sống này không ai dám nhận của ai. Nhưng mà có phần ảnh hưởng. Mình làm tốt, mình làm điều không đúng thì trong gia đình mình cũng có phần ảnh hưởng. Còn mình cũng phải là cái người lãnh cái nghiệp đó. Cho nên chúng ta nói cộng phước, cộng nghiệp. Phước có thể cộng, nghiệp có thể cộng. Nhưng mà lãnh thì người đương sự phải lãnh. Còn những người xung quanh là chúng ta ảnh hưởng cái phần nghiệp hay phần phước thôi. Nói cho rõ như vậy. Câu hỏi thứ hai. Con xin cảm ơn những gì Thầy đã và đang làm cho những Phật tử ở hải ngoại này. Xin Thầy giải thích giúp con một trong những điều răn của Phật về một người bạn tốt là đệ tương phú tàn. Nhiều website dịch là mình có gì thiếu sót, khuyết sót, không hay, họ đều che giấu cho mình. Có nơi khác thì Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ đến khi thiện căn họ thành thục. Bây giờ sẽ chỉ cho họ thấy rõ chân lý đích thực, rõ lý chân như đích thực. Con vẫn chưa hiểu tường tận. Thưa đại chúng, cái câu hỏi này á, cái câu mà đệ tương phú tàn á, là nó nằm ở trong cái gọi là thiện hữu thất sự. Hôm trước mình có học đó. Tức là 7 cái điều thiện của một người bạn. 7 cái điều mà 7 điều kiện để được nhận định là một người bạn tốt. Thì cái câu này là một trong 7 cái đó. Ví dụ như là tao khổ bất ly nè, tức là khi mình khổ nạn không bỏ nhau. Bần tiện bất khinh, lỡ người bạn đó nghèo khổ mình không có khinh thường. Mật sự tương cáo là có những gì gì đó thầm kín chúng ta đều chia sẻ cho người bạn đó. Rồi đệ tương phú tàn là tương trợ với nhau, che giấu những cái lỗi lầm sai sót của nhau.
Nan tác, mà nan tác, chữ nan là khó. Nan tác như là việc khó làm mà mình có thể làm cho người đó. Rồi nan giữ, mà nan giữ tức là việc khó giữ mà chúng ta cũng cố gắng giữ được. Rồi nan nhẫn, mà nan nhẫn tức là chuyện khó nhẫn mà mình cũng nhẫn được. Cái đó gọi là bảy, cái đó gọi là thiện hữu thất sự, tức là bảy việc, bảy vấn đề mà được nhận là một người bạn tốt. Thì trong này có cái câu là đệ tương phú tàn, tức là mình tương trợ với nhau, che giấu ẩn tàng những cái lỗi của nhau. Thì trong này mới nói rằng có nơi giải thích mình có gì khuyết sót không hay, họ che giấu cho mình. Cái này là một cái lối giải thích ngắn gọn theo cái nghĩa của cái câu là đệ tương phú tàn. Nhưng mà nếu mà giải thích chi tiết thêm, tại sao mình phải giấu, tại sao mình phải giấu điều đó, là bởi vì thứ nhất mình thấy rằng cái này chỉ là một cái lỗi, và người này có khả năng phục thiện, và mình thấy rằng bản thân của người này có nhiều khả năng, có nhiều khả năng làm những cái điều hay hơn nữa, cho nên mình không thể nào vì một cái lỗi nhỏ của họ mình phô trương. Mà mình phải cố gắng bao che để làm gì? Để giúp cho người đó cải thiện, để giúp cho người đó sống tốt. Cái này là trong cuộc sống, không phải là bạn bè không, huynh đệ, những người thân của mình, nếu mình thấy rằng họ có nhiều cái hay, mà họ, nếu mà họ được giáo hóa, họ được thấm nhập, họ có thể thay đổi tốt. Cho nên một cái người bạn tốt là cái người, ở đây là thiện hữu thất sự này, là một thiện hữu, là một người bạn lành. Mà người là bạn lành này có đủ hai phần: từ bi và trí tuệ. Từ bi là thương cho cái người bạn kia, trí tuệ là biết cách làm sao ứng xử để giúp cho người bạn của mình chuyển hóa. Cái này là cái đặc biệt, chứ không phải là một, mình có được một người bạn như thế này đó, thật sự người bạn này đúng là thiện tri thức, chứ không phải những người bạn bình thường, trà dư tửu hậu. Mà những người bạn này là họ luôn luôn, họ sống bằng cái sự tu tập của họ. Cho nên họ thấy mình sai, điều đó không có xứng, không có đáng, họ có thể che giấu để làm gì? Để mong cho mình chuyển hóa. Mà mình á, là cái người mà một người, mình là người bạn với họ đó, thì mình cũng phải có cái tàm quý, cái là tự xấu hổ với mình, tự xấu hổ với người kia, tự xấu hổ với mình là cũng thấy xấu hổ với người kia. Người kia sao luôn luôn trợ duyên cho mình mà mình không có cái tâm phục thiện, không có cái tâm chuyển hóa, thì mình bị mất đi cái duyên lành gặp được những người bạn này. Thật ra họ không phải như những người bạn bình thường là dễ dàng buông bỏ nhau. Thật ra thí dụ mình chơi với bạn đi, phải không phải dẹp, cái đó bình thường, bạn như vậy trong cuộc sống này nhiều lắm. Nhưng mà những người bạn mà nan giữ, nghĩa là những người bạn mà rất, cái người bạn này có những chuyện mình khó giữ lắm, khó giữ gìn lắm mà mình giữ gìn được. Ví dụ như mình giữ gìn được cái tâm từ bi với họ, mình giữ gìn được cái tâm bao che cho họ, giữ gìn được cái tâm lân mẫn với họ, nan nhẫn, chuyện khó nhịn mà mình nhịn được. Có nhiều khi họ lấn lướt mình mà mình vẫn nhịn họ. Còn cái chuyện mà người ta lấn lướt mình rồi mình phải cho họ biết tay rồi chấm dứt bạn, thì những cái bạn đó chỉ là bạn trong thế gian bình thường thôi. Còn đi tìm được một người bạn mà luôn luôn ôm ấp mình, bao che mình, không phải dễ. Cũng giống như huynh đệ thôi. Thí dụ bây giờ mình sống chung một chùa với nhau, mình không phải là chị em, anh em ruột thịt, là những người huynh đệ cùng tu chung một chùa. Nhưng mà mình thấy cái người bạn đó có cái lỗi lầm, mình luôn luôn mình ẩn tàng, mình che giấu. Không phải là mình kết phe, nhưng mình thấy rằng người bạn này hy vọng rằng ở chùa lâu năm, nghe pháp nhiều, tu tập nhiều sẽ được chuyển hóa. Như vậy mới gọi là một người bạn đặc biệt chứ.
mới được đi vào trong kinh sách, chứ còn bạn mà bình thường thì đâu có nói. Ở đây là những người bạn có tuệ giác, có từ bi, có tuệ giác. Cho nên có những vị trong trong cái giới luật, có những vị người ta làm sai, và chư tăng thấy rằng cái điều sai của họ không quá đáng, không có phạm vào những cái điều gọi là nặng nề giới trọng, nhưng mà họ có rất nhiều những cái khả năng để hoằng pháp lợi sinh, thì có những buổi họp làm sao để giúp họ sám hối, để phục thiện, để họ tiếp tục cái con đường hoằng pháp lợi sinh của họ. Và nói theo ngoài đời là gì? Lấy công chuộc tội. Thấy không? Mình có cái lỗi thì mình lấy cái công, mình ứng xử làm sao để mình phục thiện lại cho chính mình. Chứ ở đây cái câu thứ hai á, có nơi khác thì nó là Bồ Tát dùng pháp phương tiện tạm thời chỉ dạy cho họ, đợi đến khi thiện căn của họ thành thục. Tại sao? Tại vì nếu nói theo Phật pháp thì gì? Mình nhận ra rằng ai cũng có Phật tánh, ai cũng có những cái cơ hội để phục thiện. Cho nên mình cho họ cơ hội phục thiện là cái điều mà mình mở cửa để mình tiếp những cái thành phần đi vào trong con đường chánh pháp. Thưa đại chúng, trong cuộc sống này cũng vậy thôi. Nếu mà một người mà người ta làm lỗi cái mình đẩy người ta ra, làm lỗi mình đẩy người ta ra, thì có lẽ mình không tìm được một người nào có cơ hội tu tập chuyển hóa hết. Thí dụ như thời của Đức Phật, Ngài Đề Bà Đạt Đa nè, lục quần tỳ kheo đó, sáu vị tỳ kheo mà chuyên môn tạo những cái điều mà khó khăn trong trong tăng già đó, trong tăng chúng đó. Rồi mấy sáu vị đó, đó cũng được tiếp nhận, và thậm chí với cái nhìn của Đại Thừa thì sáu vị này là ai? Là những Bồ Tát, là những thiện tri thức tạo những cái điều rắc rối để làm gì? Để Đức Phật có cái cơ, có cái duyên, cái cớ để Đức Phật chế giới. Thấy không? Rồi Ngài Ương Quật Ma La, tức là Ngài Vô Não đó, đó cũng được tiếp nhận, vân vân. Thành thử ra những cái người mà người ta gây lỗi như giết người, như Ngài Ương Quật Ma La, nhưng mà mình biết rằng cái này là gì? Là do họ bị người ta đưa họ vào con đường tà kiến sai quấy. Cho nên cũng như vậy, có những người không biết, không được duyên lành, không gặp được những thiện hữu tri thức, họ có thể làm những điều sai, nhưng mà mình biết được người này có rất có khả năng, họ có thể chuyển hóa được. Cho nên cái câu đệ tương phú tàng là gì? Tương trợ với nhau. Chữ phú là che, chữ tàng là ẩn. Mình che giấu và mình ẩn tàng những cái lỗi đó để mình mong rồi từ từ tìm những cách nào đó để chuyển hóa cho họ. Câu hỏi thứ ba, bạn con được chính phủ trợ cấp tiền nuôi bệnh, nhưng thời gian sau bạn con tự nhận tiền mà không có người nuôi. Kính thưa Thầy, bạn con có bị tội về lường gạt không? Và như vậy có phải bị nhân quả không? Tức là ở đây chương trình chính phủ họ có những chương trình trợ cấp cho những người nuôi bệnh. Rồi có những người nuôi bệnh rồi bây giờ cái không còn người bệnh để nuôi, nhưng mà vẫn khai với chính phủ là mình còn người bệnh để nuôi và nhận tiền. Thì cái điều này có đúng hay không? Thật ra thưa đại chúng là nếu mình có thể người ta có một cách nghĩ khác. Người ta nghĩ là tiền của chính phủ mà, tội gì không nhận. Nhưng mà thật sự ở đây á, chính phủ họ rất là rõ ràng. Nếu như mình thật sự là một người nuôi bệnh, mình đúng hợp pháp thì họ trợ cấp cái tiền đó cho mình. Nhưng mà nếu mình không còn người để nuôi, mình phải báo cáo để người ta ngưng cái tiền trợ cấp đó. Nếu như mà mình 5 năm, 10 năm mình vẫn tiếp tục nhận cái tiền đó mà hoàn toàn mình không có người bệnh nào để mình nuôi, chính phủ họ biết được thì mình cũng phải trả lại hết toàn bộ số tiền mà mình đã nhận trước kia. Đó là chưa nói là mình còn bị phạt hay cái gì nữa ha. Ở đây là nói một cách đơn giản là họ sẽ đòi lại đủ. Rất nhiều trường hợp mình đã biết. Cho nên mà hơn nữa quý vị thấy á,
Thật ra nói là tiền chính phủ chứ tiền của ai? Tiền của dân. Tất cả mọi người đi làm đóng thuế vào đó. Rồi chính phủ lấy cái tiền thuế đó để làm tất cả những công việc trong xã hội. Chính phủ không có ăn. Chính phủ không có hối lộ cái tiền đó. Chính phủ không có ăn chặn cái tiền đó. Mà chính phủ làm tất cả những công việc gì liên quan đến xã hội. Ví dụ như mà nội mà mình thấy là chính phủ trợ cấp tiền bệnh thôi. Mà trong xã hội không biết bao nhiêu dạng bệnh. Bệnh tâm thần, rồi những người bệnh sanh ra bẩm sinh bị bệnh vân vân, đều là tiền của chính phủ hết. Mà nói chữ tiền chính phủ đó là nói vậy thôi, chứ thật sự ra tất cả cái đó là tiền của người dân đi làm đóng thuế vào đó. Sửa đường hàng năm, nếu mà ở xứ lạnh là tốn tiền dữ lắm. Tại vì đường xá sau một mùa đông là hư hết. Và chính phủ phải tốn, bỏ tiền ra rất nhiều. Thậm chí những cái ali phía sau mình, những con đường phía sau, sửa đường, đèn đuốc vân vân, đều là những cái nguồn tiền từ người dân đóng thuế. Tiền thuế đất, tiền thuế đi làm, mình mua vật dụng, mình đóng thuế hết. Và mỗi người công dân phải đóng thuế. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mình đóng thuế vào đó, ngoài chu cấp cho xã hội ra, bây giờ có những cái tai nạn nó tới. Ví dụ như vừa rồi đây, cái nạn COVID-19. Thì mọi người dân đều phần lớn là thất nghiệp. Thì những người nào thất nghiệp thì được nhận cái tiền của chính phủ hết. Thật ra mình thấy là khi mình nhận á, thì mình không thấy là lúc mình đóng á, thì mình thấy đau lắm. Mình thấy là mình phải đóng. Nhưng mà mình thấy khi mình hữu sự là quả thật cái tiền mình đóng vô nó đều có cái lợi ích hết. Và ở trường hợp khác, có những vị sẽ trốn thuế. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, mình hỏi trốn thuế làm chi vậy? Nói trốn thuế đi làm, để lấy tiền để đi làm từ thiện. Thì bây giờ thay vì mình làm từ thiện thì chính phủ làm từ thiện giùm mình. Mà mình còn không mắc cái tội nữa. Mắc cái tội là thứ nhất là gì? Bản thân mình mang vào trong người cái sự hồi hộp lo lắng là mình lường gạt. Cái thứ hai là nếu chính phủ phát hiện là mình bị một cái vết. Mà hơn nữa không cần thiết. Thành ra thay vì mình cứ đóng uống vô đó, thì những cái tiền mình làm đó cũng đi vào từ thiện hết thôi. Nhưng mà ở một cái hình thức là từ chính phủ mà mình đang sống. Còn mình khai thuế không đúng để mình nhận cái tiền đó lại, thì hỏi để làm gì? Cũng đi làm từ thiện. Mình có cái cách để mình bào chữa là đi làm từ thiện, đi cúng dường vân vân. Thì đại chúng phải mình suy nghĩ cái điều đó. Còn cái câu hỏi, có một cái câu hỏi nó liên quan là ai là người thẩm định nhân quả? Nếu là không có một đức Phật, một đấng thần linh nào nhận định nhân quả thì ai? Thật sự nhân quả là cái luật tự nhiên. Ví dụ như mình trồng một cái hạt xuống đất, thì cái hạt đó là nhân nè, đất là nhân nè, nước là nhân nè, không khí là nhân nè, mưa là nhân nè, nắng là nhân nè, thì tất cả các cái nhân đó nó duyên với nhau để nó có cái quả. Không có ai, không có ông nào ngồi phúng mưa, không có ông nào ngồi soi nắng. Thì nhân quả là một cái luật tự nhiên. Ví dụ mình lấy nước, mình để lên cái lò mình nấu thì lát nó sôi. Thành thử ra cái câu hỏi trong này có một vị hỏi là nếu mà Đức Phật không phải là người đặt ra nhân quả, không phải là người xét cái nhân quả, thì ai là cái người nhân quả là một cái luật tự nhiên. Mình làm không đúng thì trước sau gì cái việc đó nó cũng sẽ không đúng. Nó tùy theo cái duyên thôi. Ví dụ như mình trồng một cái hạt cải xuống, nhưng mà nếu mà mưa tốt, nắng tốt thì trong vòng tháng có cải ăn. Nhưng mà ví dụ mình trồng cây bầu, nó lên đường khúc vậy thôi, tự nhiên có một trận lạnh quá, một cái cơn tuyết nhẹ nó rơi xuống, dù là tháng 5 hay tháng 6, thỉnh thoảng Edmonton mình vẫn có tuyết vào tháng 6, thì có thể những cây bầu nó chết. Trên bình thường, thật sự có những cái mà nó lên lẹ là do cái duyên tốt, hay là nó chậm là do cái duyên không đủ. Có nhiều khi có những năm thiếu mưa thì mình không được thu hoạch. Thật sự tất cả đều là nhân quả, là cái luật tự nhiên. Mình không tin, mình vẫn phải sống trong
cái sự xoay chuyển của nhân quả. Mình không tin cũng không sao, tại vì không ai đặt ra mà cũng không ai áp đảo mình phải tin cái đó cả. Nhưng mà mình đang sống trong nhân quả. Ví dụ như là mình hồi nãy mình đói quá, mình lấy một chén cơm mình ăn vô thì mình no, thì mình vẫn sống trong cái vòng nhân quả đó thôi. Thì ở đây nè, nếu chúng ta làm cái điều không đúng mà họ 3 năm sau, 4 năm sau họ chính phủ mà phát hiện rồi, mình cũng sẽ trả đủ à. Mà mình thỉnh thoảng đọc tin tức, mình thấy có rất nhiều người ta bị như vậy. Đừng có nói chuyện nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như nội ba cái tiền sữa nè. Tiền con nít ở đây mà chính phủ cho tiền medical đó. Cho nên hồi đó Pháp Hòa có mấy chú nhỏ nhỏ đó, là đúng luật á, là mình có bao nhiêu chú thì ở cái tỉnh Alberta này họ sẽ cho Pháp Hòa cái thẻ để đi khám bác sĩ, đi lấy thuốc cho mấy chú miễn phí, tại vì mấy chú dưới 18 tuổi. Nhưng mà khi mấy chú lớn lên rồi, đúng 18 tuổi rồi á, là mình phải liên lạc với cái những cơ quan đó, mình nói mấy chú này lớn rồi, tôi không có còn under cái dưới cái sự cai quản của tôi nữa, thì họ phải cắt cái đó thôi. Hoặc là có nhiều khi họ gửi giấy báo trước luôn á, họ nói 3 tháng nữa là cái người này sẽ thành 18 tuổi rồi, dù không có còn tiếp tục legal để mà lo cái người này nữa. Và có những cái vấn đề là chúng ta phải liên lạc để chấm dứt cái đó. Ví dụ mình quên đi, có nhiều khi quên lửng luôn, năm sau nó phát hiện rồi, nó tính ra mỗi tháng vừa rồi mình lãnh nhiều của họ, suốt năm sau trả lại hết. Trước đây con thấy đạo Phật rất xa và rất cao, Phật là hình ảnh nào đó mà con không thể đến gần được. Nhưng may mắn con gặp được những buổi pháp thoại của Thầy trên YouTube. Con đã hiểu và thấy rằng Phật rất gần, rất thân thiện. Lời dạy của Phật cũng rất đời và lời giảng của Thầy cũng rất thật, vui và đầy đủ ý nghĩa. Thưa Thầy, con rất tin vào nhân quả. Tuy nhiên, có thắc mắc xin Thầy hoan hỷ giải thích giùm con. Khi ta làm sai thì sẽ nhận hậu quả, xin hỏi Thầy ai sẽ là người giám sát việc làm sai và bắt ta phải chịu? Không có ai hết, đó là một cái luật thiên nhiên vậy thôi. Mình nó ở trong một cái mình thể trồng cái cây đó, nó vẫn sẽ lên, nhưng mà nó tùy theo cái duyên mà nó lên. Thở đây có cái câu hỏi kế nè. Khi người ta làm sai, nếu có người giám sát việc làm sai của ta, tại sao không bắt ta phải chịu hình phạt ngay sau đó, một ngày, một tuần, một tháng hay một năm, mà phải để đến kiếp sau mới chịu hình phạt? Nếu ta làm sai và ta phải chịu hình phạt ngay liền đó thì sẽ có tác dụng giáo dục tốt hơn, người đời sẽ giảm bớt tham sân và si hơn. Ý nói là nếu có một người nào đó thẩm định cái nhân quả thì tại sao không bắt người đó phải chịu tội liền đi, để cho người đó có cơ hội được giáo hóa và cuộc sống con người sẽ giảm tham sân si, mà tại sao phải để tới kiếp này kiếp sau làm chi? Thưa đại chúng á, thật ra mình nói là nói vậy thôi, nhưng ở đây như thế này. Thứ nhất là mình đã biết rằng không có ai thẩm định nhân quả, đúng không? Và cái thứ hai là gì? Thí dụ khi mình làm một cái việc gì đó, chắc gì có ai tới đó nói mình làm sai mà mình nhận không? Cũng chưa chắc. Tại vì ai cũng có cái gì? Cái ngã. Ai cũng có cái bảo thủ. Ai cũng có cái bảo, nghĩa là cũng có cái sự bào chữa cho chính mình. Tôi làm như vậy là đúng đó. Thật sự bây giờ mình nói trong cuộc sống đơn giản thôi đó, mình cứ bây giờ mình khoan nói những cái xa, mình cứ nói những cái chuyện rất gần, là chưa chắc gì khi chúng ta làm một điều gì đó mà người khác tới nói đó sai mà chúng ta nhận. Chưa chắc. Đó là chưa nói với cái thành kiến của mình, mình đã nói là mình làm đúng, không có sai. Rồi là chưa nói gì nữa, xung quanh mình những người người ta tán trợ cho cái việc mình làm là đúng. Còn nếu mà nói rằng á, có những loại cây á, nó có thể lên trong vòng 3 tháng, nhưng mà có những loại cây phải 3 năm sau mới có trái. Thí dụ
Mình trồng mùa hè mình gieo cải bẹ xanh, cải xà lách, bầu bí, trong mùa hè mình có ăn. Tháng 5, tháng 5 mình gieo rồi, tháng 6 mình gieo, giờ khoảng tháng 7, tháng 8 mình có trái mình ăn. Nhưng mình trồng cây bưởi, cây cam không thể mà một năm mà có ăn được, mà phải 3 năm sau mới có ăn. Đó là mình nói theo cái, tùy theo cái loại nhân quả, tùy theo cái loại nhân mà cái thời gian kết quả. Rồi có những cái á, bây giờ mình chưa thể thấy mà sau này mới thấy. Ví dụ như có lúc mình làm hiện tại giờ người ta thấy nó phi, nó sai, nhưng mà có thể trong tương lai người ta thấy nó là đúng. Chứ cái vấn đề nhân quả đó không có ai quy định. Và nếu mình nói rằng nếu mà tại sao không có để cho mình thấy sớm hơn, mình nói vậy thôi. Chứ còn nói cho đúng ra, nếu mình có tư duy, mình có chịu khó quan sát, thì xung quanh mình nè, trời ơi, nhân quả người ta xảy ra đến với họ biết bao nhiêu. Nếu chúng ta muốn tư duy, muốn quan sát, muốn học hỏi thì rất nhiều xung quanh mình để mình học. Ví dụ bây giờ mình nói về vô thường đi. Đó, đọc đi biết. Một năm không biết bao nhiêu những cái tin tức vô thường cho mình thấy cuộc sống mong manh. Một năm không biết bao nhiêu những cái vụ án mà chúng ta phải thấy rằng họ tạo nhân, giờ họ lãnh quả. Có hết chứ. Nhưng mà tại vì mình nghĩ nó phải happen, nó phải xảy ra đối với mình. Nếu mình muốn tự, mình muốn giáo hóa mình thì nội cái chuyện mình nhìn xung quanh thôi là mình cũng thấy được kết quả rồi. Đó, ví dụ như cách đây bao lâu, 1-2 tuần trước gì đó. Một cái chuyến máy bay ở BC mình đó, vừa bay lên là rớt xuống mấy người chết. Không? Rồi bên Mỹ vừa rồi có một anh hình như cầu thủ hả con? Anh ảnh lái máy bay rồi ảnh lủi vô trong chiếc ai là ai, họ đi chiếc máy bay từ trong một cái buổi sáng sương mù đó, rồi máy bay nổ. Thì nếu mình quán về, mình muốn thấy sự vô thường chớp nhoáng hàng ngày, hàng tháng, hàng năm đều có những cái tin tức, những cái hình ảnh hết. Cho nên ở đây á, mình hiểu rằng có những cái nhân nó chưa đủ cái duyên để nó có mặt. Thành thử ra mà đa số chúng ta phải đợi tới cái kết quả chúng ta mới gọi nó là cái quả thôi. Chứ còn các vị mà người ta có được cái tuệ giác như Phật, Bồ Tát á, thì các vị thấy ngay cái tạo nhân này người ta đã ngán rồi, người ta sợ rồi. Còn chúng sanh mình là đợi tới cái quả nó nở ra rồi thì mình mới thấy được cái sai quấy. Mình Bồ Tát á, thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả là vậy. Cho nên trong cuộc sống mà mình tu tập á, mỗi ngày mình đều có cơ hội để mình quan sát hết. Nổi cái chuyện mình sống chung với nhau thôi. Mình sống chung với nhau thôi là mình thấy được, mình cũng học rất nhiều từ người kia. Học từ cái sai, học từ cái đúng. Mình thấy tại sao cái người đó làm sai đó, là mình biết rằng giống như kinh Tư Lượng vậy đó. Thấy người đó không ai chơi với họ thì mình biết rằng nếu mình sống như vậy mình cũng sẽ không ai chơi với mình, không ai nói chuyện được với mình. Còn người kia tại sao quá nhiều bạn, tại sao có rất nhiều người ta thích, là tại vì người ta sống không có cái này, không có cái đó. Thì kinh Tư Lượng là vậy đó. Rồi mình nhìn vô một cái bát nước, mình nhìn vô một tấm gương, mình thấy mặt mình sạch thì mình phải vui rằng mặt mình rất sạch. Và nếu mình thấy mặt mình dơ thì mình phải đi chùi rửa để làm cho cái mặt mình nó sạch lên. Nếu mình nhìn á, mình thấy á, có những người người ta tu chỉ trong vòng có một thời gian ngắn thôi, người ta có kết quả tốt. Có nhiều khi mình tu hoài, tu bao nhiêu năm trời mà không có kết quả gì hết. Tại sao? Mình phải cho mình một cái cơ hội để mình tư duy, mình quán chiếu lại. Từ cái cách mình sống ứng xử cho đến cái cách mình nội tâm mình hành trì. Con người mình sống nó có hai phần á, cái mặt mà đối đãi hàng ngày bên ngoài và cái mặt nội tâm của mình. Ví dụ mình khởi tâm ganh tị, đâu ai biết, trừ khi nào mình thể hiện thôi.
Hoặc là mình ganh tị và mình thể hiện rất ngầm, mình khéo léo, mình tinh vi, mình ganh tị mà không ai thấy, không ai biết. Nhưng mà thật ra mình đã sống bằng cái nhân đó, và cái kết quả là tâm mình chưa bao giờ khởi được một cái lòng lân mẫn đối với ai, mặc dù có thể mình vẫn sống trong chùa. Và có đôi khi mình ở trong chùa nhưng mà cách sống mình còn dở hơn một người cư sĩ Phật tử. Thì cái vấn đề không phải là thời gian bao lâu, mà được phải nói tới cái thiện căn, cái căn lành của chúng ta, cái sự tư duy, sự quán chiếu. Cho nên đừng đợi nó phải xảy ra đến với mình. Nhiều khi nó xảy ra đến với mình là mình cũng chết ngắt rồi. Mà mình phải có cơ hội mình nhìn xung quanh để mình giật mình, mình thức tỉnh. Ví dụ như thường thường đi xe highway nè, thấy ở trước bị phạt cái tức kịch, cái ở sau mình làm gì? Chậm lại, lái chậm lại liền. Mà đợi tới phiên mình ăn tức kịch là rồi, phải không? Cho nên mình thấy người ta là mình phải lo mình rồi. Trong cuộc sống là nó vậy. Thành thử ra cái sự tu tập là vậy đó. Trong người lại ngẫm tới ta. Mà mình đợi khi mà cái đó nó đến với mình đó, thì đôi khi nó muộn. Thí dụ giờ mình nói đợi tôi già, mình thấy đó, thấy không? Thấy người già không? Hôm qua hôm kia cô Hằng, cô Phong, cô nói thầy nhớ bác đó không? Trời ơi, bữa nay là bác quên 100% luôn. Phong Hoàng nói trời mau vậy hả? Cách hôm bữa mới bắt đầu cái dịch nè, là Pháp Hòa lên, đi lên lên thăm bác á, đi ngang bác còn nắm tay, bác kêu đúng tên luôn, rồi bác nói chuyện bình thường vậy. Bác nói lúc này yếu quá không đi chùa được, mọi lần đi hoài hỏi tuổi hỏi tên là biết hết, mà bữa nay quên hết trơn. Nó chỉ có trong vòng thời gian ngắn thôi. Và có nhiều khi á, đêm hôm nay mình ngủ ngày mai là nó đã khác rồi. Thành thử ra chỉ cần mình có cái nhìn xung quanh thôi. Cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu, cái gì mình cũng có thể học được. Mà không cần phải đợi nó tới, nó phải xảy ra ở nơi chúng ta. Nhiều khi cái vô thường nó xảy đến nơi mình là mình không còn. Cái tai ương nó đến với mình là mình đã tiêu rồi. Mà mình phải thấy với người mà chúng ta cẩn thận. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ mình lái xe vậy đó. Thấy xe trước bị cảnh sát mà bật đèn mà rượt theo rồi là mình đằng này mình phải lo thôi. À. Hay là thậm chí mình thấy ở trước một cái tai nạn xảy ra là tự nhiên dưới này mình phải cẩn thận thôi. Lâu lâu đi máy bay á, mấy người mà ta lên máy bay ta ngồi mà máy bay nó im, rồi bắt đầu sao với ông tháo dây nịch ra, bắt đầu ngồi. À, đi tới đi lui mà tới hồi máy bay mà nó nhúc nhích, nó rung rinh, nó lạng tới lạng lui, bắt đầu chạy chạy lật đật tới kiếm chỗ ngồi xuống, rồi lấy dây nịch đồ nịch lại. Và thậm chí mà nặng nề hơn là có người bắt đầu tụng kinh rồi đó. Hồi nãy là không lo niệm Phật tụng kinh. Cho nên ở đây là cái câu hỏi là nếu có một người giám sát. Thật sự ra thì không ai giám sát. Mà còn nếu mà có, thí dụ có giám sát đi, chưa chắc người ta tới người ta nói mình nhận. Mà luôn luôn có cái bào chữa. Đừng có nói chi mấy cái chuyện gọi là lớn lao đó, chuyện rất là nhỏ hàng ngày thôi. Thí dụ mình làm đó, người ta nói trời ơi phải mà làm được. Tôi biết chứ, nhưng mà tôi thích kiểu vậy nè. Cuộc sống này nó vậy đó. Thật ra chưa chắc người ta nói mình mà mình chịu nghe nữa. Chỉ cần mình nhìn xung quanh thôi. Hoặc là đôi khi á, người ta thấy mình làm sai, người ta không dám nói. Tại sao? Một, có thể mình là người có nhiều thế lực lớn quá, ta nói không dám nói. Ví dụ đi, làm chung với nhau đó, mà mình là người nhỏ, mình thấy ông sếp lớn ăn hối lộ, dám nói không? Mình nói ổng là ổng sẽ thanh toán mình liền. Bằng cách là một là cho mình nghỉ việc, hay là người ta sẽ thủ tiêu mình. Thành thử ra
có rất nhiều những vấn đề. Có thể là người ta có, một là mình là người dễ giận, người ta cũng không dám nói nữa. Nói tới mình cái mình giận, thôi riết ta không dám nói nữa. Rồi hai nữa là mình luôn luôn là có cách để bào chữa, người ta cũng không nói. Và hoặc là có đôi khi mình cố chấp, mình biết sai nhưng mà do cái tâm cố chấp của mình cũng không nhận và vẫn tiếp tục làm sai. Cho nên rất nhiều những cái vấn đề ở trong cuộc sống mà tại sao mà chúng ta không thể phục thiện được. Một người luôn sống tốt và làm điều thiện, không làm điều ác mà không niệm A Di Đà Phật, như vậy khi chết sẽ đi về đâu? Cái này là tùy nghiệp vãng sanh. Phật Bồ Tát á, là tùy nguyện vãng sanh. Còn chúng ta á, là tùy nghiệp tái sinh. Ví dụ bây giờ mình sống tốt đi, rồi bây giờ mình cất cái vụ niệm Phật quan bên á, mình sống tốt. Thì người sống tốt là hành thiện phải không? Hành thiện thì đi đâu? Cõi trời, cõi người. Ví dụ mình tu trọn năm giới đi, không giết người nha, không phải ăn chay nha. Cái vấn đề là mình không giết người. Còn cái chuyện ăn chay là mình đi cao nữa. Thí dụ mình không, mình thí dụ bây giờ là đời này mình không giết người là mình giữ trọn giới thứ nhất rồi. Nhưng mà mình lại ăn chay nữa, cho nên đời sau trở lại đời này á, mình có trở lại làm người á, ít bệnh tật. Nó có cái mình không, mình giữ được cái giới thứ nhất thì mình, thí dụ mình giữ được năm giới, nhưng mà trong cái giới thứ năm thứ nhất là không sát sanh thì mình được trở lại làm người. Nhưng mà nếu mình giữ được cái giới không có ăn mặn nữa thì cái phước của mình là gì? Ở trong cõi người mà ít bệnh tật. Có những người người ta ở trong cõi người nhưng mà bệnh tật tối ngày, thì mình biết rằng đời trước người này tuy không giết người nhưng mà sát sinh, ăn con vật nhiều, cho nên đời này thường bệnh hoạn. Thí dụ vậy. Rồi giờ thứ hai là mình không trộm cắp, không lấy của người khác. Mình không lấy của người khác thì đời này mình cũng được trở lại làm người. Còn nếu như trường hợp mình cũng bố thí thì đời này mình được làm người, nhưng mà của cải mình dư giả. Nhưng mà có cái trường hợp là bố thí xong hối hận, tiếc quá, phải nãy biết vậy cho nó 5 đồng thôi, tự nhiên sao mình ngu quá, cho nó tới 10 đồng nữa. Cho xong rồi tiếc thì đời sau cũng có phước, cũng có của vậy, nhưng mà bị cái nghiệp gì biết không? Không dám ăn. Và nếu mà còn nặng nề nữa là sao biết không? Lúc tốt cất hết, lúc bắt đầu hư đem ra ngồi dạc. Có không? Trong cuộc sống này có kiểu vậy không? Nhiều lắm. Lúc còn tốt không ăn đâu, đem cất, đem giấu đã đời, tới hồi nó móc, nó hư lên, bắt đầu ngồi cong xương, ngồi dạt dạt, lần hồi ăn từ chút vậy. Có. Thật ra đời này mình cũng có cái phước đó. Mình không trộm cắp là được cái phước trở lại làm người có của. Nhưng nếu bố thí nữa thì là giàu có. Mãi mà giàu có, bố thí mà bố thí trọn vẹn, không tiếc nuối, thì có xài, có xài. Còn trường hợp có cất không à, không dám xài, trời ơi, thiệt có nhiều khi á, nó không đáng tiếc lẫn, cũng tiếc lẫn, mà có những cái không hề là của mình, không phải là của mình, mà cũng giấu giếm, cũng cất xén chi cho nó khổ vậy không? Cái đó, cái nghiệp đó. Thầy nữ trường hợp vậy gọi là gì không? Tội nghiệp. Trường hợp đó gọi là tội nghiệp, là cái nghiệp của cái người đó, cái nghiệp của cái tội đó, cái tội bỏng sản đó. Còn ví dụ như có người ta nói, thôi của bá gia bá tánh ta mang đến đây, mình cứ cúng dường cho đại chúng, hết người ta cúng cái khác. Mình có đâu có phải tiếc lẫn cho mình, phải không? Thì mình sống được như vậy đó, đời nào mình sinh ra mình cũng được có mà xài. Cho nên á, quý vị nhớ là mình tùy theo cái phước mình tạo. Mình tạo cái phước nào có phước đó, nhưng mà nó có cái chi tiết của mỗi cái phước đó nữa. Ví dụ như sát sinh á, sanh ra được làm người,
do mình không sát sinh. Nhưng mà vì mình không sát sinh những cái lớn thì mình được làm người, nhưng mà bù lại mình ăn mặn nhiều quá mà ăn những món độc địa nữa chứ thì đời này bệnh tật liên miên. Có nhiều cô cũng tội, nói cha đời trước con chắc cũng sát sinh dữ lắm, cho nên đời này cứ bệnh không có nặng nề, cứ lai rai mà suốt quanh năm đi thăm bác sĩ hoài vậy đó. Trộm cắp, tà hạnh. Rồi nhiều khi á, cái trong cái lỗi đó nó có cái trường hợp gì nè, tự mình làm phải không? Rồi trường hợp thứ hai là gì? Khuyên bảo người khác làm. Có nhiều khi mình không làm nhưng mình đốc xúi người ta làm thì đời sau mình cũng mắc một cái quả lại. Hay là ngay trong đời, nhân quả thì như nói đó, cái nhân là vậy đi, rồi cái quả là nó tùy theo cái duyên á. Có thể mình nó xảy ra với mình đời này, có thể là xảy ra đời sau, thì mình cũng sống đầy đầy, nhưng mà gia đạo của mình nó bị người ta làm sao dòm ngó, người ta đốc xúi, cũng có cái lỗi. Cho nên á, cái nghiệp thị phi đó, cái nghiệp thị phi, cái nghiệp đi rỉ tai, nói này nói kia, đó là cái đời, thế nào rồi mình cũng mắc cái quả. Mắc cái quả là gì? Đời sống của mình luôn luôn bị người ta dòm ngó, moi móc. Tại cái nhân của mình là gì? Dòm ngó chuyện người khác, đi dèm pha chuyện người khác, chuyện không đáng cũng nói, còn chuyện mà chuyện ít mình nói cho nó nhiều lên nữa, thì đời này mình cũng, tại mình quen miệng mình thấy đời đời này đời sau đó, chữ đời là ở tương lai, mình nói đời sau đây, nói là tương lai đi cho dễ hiểu vậy đó, chứ đừng nghĩ là hết chết đời này đời sau. Có thể là trong cái đời này, nhưng mà ở tương lai mình gặp những cái nạn đó. Cho nên người nào giữ trọn được năm giới thì người đó trở lại làm người. Người nào giữ được 10 giới là thập thiện đó, họ sanh về cõi trời. Còn thí dụ mình tu 5 giới, mình tu thập thiện, nhưng cái chỗ mình muốn tới là cõi cực lạc Tây Phương, mình vẫn có thể hồi hướng về đó. Nó tùy theo cái tâm nguyện của mình. Còn nếu mình không có niệm Phật, mình không có cầu sản sanh Tây Phương, thì mình đi theo cái nghiệp mình tạo. Nếu mình giữ được 5 giới nhưng mà ở những cái phần chính thôi thì cũng trở lại làm người, nhưng mà trung bình thôi, không có gì trội hết. Ví dụ đời này mà đủ ăn đủ mặc là cũng phước rồi đó. Rồi có những trường hợp nè, giàu có lắm nhưng mà bị con nó phá của. Có không? Cũng có. Thật ra cái gì nó cũng có cái nhân quả. Tại sao mình bị phá như vậy? Vì mình phung phí. Bủng xỉn cũng không được mà phung phí của không được. Cho nên có một vị hòa thượng á, có một ông cư sĩ cũng lên than với hòa thượng, nói hòa thượng ơi, con thì sống con biết bố thí, con biết làm lành, mà kẹt cái vợ con, trời ơi sao bả bủng xỉn quá. Nhiều khi người làm mà ăn một chút thôi bả cũng xăm soi, bả nói mà con thấy chuyện nó không có đáng, mà bả cũng nói. Hòa thượng bữa nào bà lên, hòa thượng khai thị giùm bà khai thị cho bà. Cái bữa nọ bà lên chùa, cái ông hòa thượng chào xong, cái ông hòa thượng cung tay vậy hoài. Cái bà nói hòa thượng bữa nay có tật ha, tai kỳ tật. Cái hòa thượng bữa nay bà thấy lạ không? Lạ chứ, tự nhiên sao hòa thượng không tự cái tay hòa thượng tự nhiên, hòa thượng cung vậy chi vậy? Ông nói à, tôi cung như vậy phải không, mà cũng kỳ phải không, mà tôi để như vậy hoài cũng kỳ phải không. Thời cái tay của mình á, khi nào cần co thì mình cứ co, khi nào cần duỗi thì mình cần duỗi, khi nào cần quơ mình cần quơ, khi nào làm gì làm đấy. Trong cuộc sống của mình cũng vậy, mình sống mà mình phung phí cũng là một loại dị, mình búng xỉn cũng là dị, xài cái đáng xài cũng giống như tay mà có co có duỗi tùy lúc vậy đó. Quý vị hiểu được cái câu chuyện như vậy. Hòa thượng khai thị. Cái nào mình thái quá nó cũng là kỳ hết. Mà mình biết tùy.
Có những khi không có cần phải tốn tới 25 cent cũng không tốn. Nhưng nếu có những lúc cần phải tốn tới 25 đồng cũng phải tốn. Tại vì nó cần thiết cho cái việc đó. Thật ra trong cuộc sống á, mình nhớ là cái của cải là mình sống, nhớ là của cải là tạm thời. Mà tạm thời nghĩa là gì? Mình sống trong đời này thôi nha. Ví dụ bây giờ mình làm ra tiền đi, là để ứng dụng cho đời này nè, để mình chi trả cho đời này. Không có ai mà nói tôi để dành tiền để tôi đem cho đời sau. Biết nói vậy nhưng mà đa phần mình không sống được vậy. Còn nếu như mình nói là đời sau là gì biết không? Ta đi mua mấy cái giấy tiền đồ giả, ta đốt cho mình, ta chôn theo cho mình, chứ không ai đem đồ thiệt theo đó. Mà nếu như mà ở đây thì không có cái vụ mà đào mồ lấy của, chứ ở những cái xứ nghèo là nhiều lắm. Nhà giàu mà chôn của cải đồ theo là hay bị người ta quật mồ, người ta lấy của lắm. Chư Hòa Thượng khai thị vậy đó. Cái bàn tay của mình á, khi nào cần co, khi nào cần duỗi duỗi, và cứ lúc nào buông xuôi như vậy. Mình làm cái thái độ nào nó cũng trật hết trơn á, nó cũng kỳ hết trơn á. Thì trong cuộc sống của mình cũng vậy. Người mà phung phí cái tự nhiên người ta cũng không có, người ta không có thấy quý mình, ta thấy mình sống phung phí quá. Mà người mà sống mà bỏn sẻn quá cũng không được. Mà cái chuyện gì đáng xài nên xài, việc gì mình nên mở lỏng cho. Có nhiều người khó chuyện đáng khó thì người ta nể, mà khó mà chuyện không đáng khó thì người ta lại ghét. Thành thử ra Pháp Hòa nhớ trong Tứ Thư Bình Giải có câu: mình lấy cái lực mình phục người á. Cái lực tức là trong đó hai trường hợp: một là sức mạnh, hai là quyền uy. Mình lấy cái lực mà mình phục người á, người ta phục mà người ta không có kính. Tức là người ta nghe mà người ta không phục. Thí dụ như biểu làm đi, tại vì mình làm lớn hơn họ, mình biểu mình họ làm thì họ vẫn làm, nhưng mà trong lòng họ không kính, không phục. Còn nếu mình lấy cái đức mà mình lấy cái đức mình cảm hóa người khác á, thì người ta làm bên ngoài mà lẫn kính ở bên trong. Mà trong đó còn nói giống như Đức Khổng Tử có 70 người đệ tử một lòng đối với Ngài. Thật ra mình ở trong hãng, mình ở trong một cái nơi chốn nào mình làm lớn cũng vậy á. Mình nói tới đâu người ta nghe răm rắp, để ý cái cách người ta nghe. Ta nghe mình là tại vì mình hung dữ quá, mình thế lực quá, ta sợ mình ta làm. Nhưng mà cái tâm người ta có phục có kính không? Nó có hai trường hợp như vậy. Còn nếu như mà trường hợp thí dụ như mình có quyền uy nhưng mà không bao giờ mình sử dụng, mà mình lại sử dụng cái đức khác, đó là cái đức của khiêm cung. Các chị em hôm nay phụ với tôi làm việc này nha, thái độ nó khác liền. Bữa nay mấy vị phải tôi làm cho này, cái này cho tôi nghe. Tự nhiên người ta vẫn làm nhưng mà cái tâm cảm phục nó không có. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền, phổ là cùng khắp, rộng lớn, mà cái hiền đó là cái đức sống. Thì bây giờ mình muốn sinh vào cõi nào thì tùy theo cái cách sống của chúng ta. Ví dụ như mình sống mà mình không bao giờ biết lân mẫn tới ai thì tự nhiên nó đưa đẩy sao cái tự nhiên mình rơi vào một cái cảnh giới là sống không có ai, mình sống rất là cô độc. Mặc dù mình đang sống rất đông người, nhưng mà tại cách sống của mình, Từ từ nó đi vào trong cái cảnh giới đó hết. Còn nếu mình nguyện vãng sanh, nghĩa là mình muốn vượt khỏi cái cách sống đó đi, thì mình phải thay đổi cách sống đó, thì tự nhiên mình vãng sanh tới đó. Ở đây là mình phải hiểu được cái ý niệm vãng sanh theo hai trường hợp. Đợi tới chết mà vãng sanh Tây Phương á, thì mình chưa biết ha. Nhưng mà
vãng sanh ngay trong đời này. Tôi thấy rằng tôi đã sống như vậy trong bao tháng năm qua, không được, bây giờ tôi muốn vãng sanh, đổi cách sống. Lâu nay tôi sống hướng hạ, bây giờ tôi phải sống hướng thượng. Cách sống nó khác liền, và tùy theo cái nhìn của mình. Cho con hỏi, trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn có nói đến 62 ức, con không hiểu, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy. Chữ ức á, là một đơn vị số, một con số. Nó có nhiều cách tính lắm. Cách tính theo Việt Nam cũng có, cách tính theo Trung Quốc cũng có, cách tính theo Ấn Độ cũng có. Tùy mỗi quốc gia người ta cái ức nó là bao nhiêu. Phá và ví dụ, ví dụ như ở Việt Nam mình đi chợ mình mua 1 chục cam, thì có nhiều khi 1 chục là bao nhiêu? 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục nhiêu? 12 trái. Phải vậy không? Nó bán cho tôi 1 chục cam đi. Cái bà đó bà tính 1 chục cam là 10 trái. Nhưng mà có chỗ 1 chục là 12. Có chỗ nào 1 chục 13 không? 14 cũng có vậy, phải không? Thành thử ra ở đây cũng trường hợp vậy. Cái chữ ức là một con số, và Việt Nam mình tính khác, Trung Quốc tính khác, và Ấn Độ tính khác. Theo Du Già Sư Địa Luận á, thì ức theo Ấn Độ là có 4 cách. Nhưng thôi bây giờ mình nói nhiều quá không nhớ nổi đâu, nói một cái thôi, để mình lấy con số tượng trưng. Thật sự ở đây nói ức, nói vạn, nói hằng hà là nói để muốn nói con số gì? Con số nhiều, vậy thôi. Thì ở trong Phẩm Phổ Môn có cái đoạn này: nếu một người nào mà niệm 62 ức hồng danh của Phật Bồ Tát, bố thí cúng dường, thời phước có nhiều không? Dạ nhiều. Một người mà niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, một hiệu thôi nha, phước đức cũng bằng với người niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát cúng dường. Thì câu hỏi ở đây là chữ ức ở đây là nghĩa sao? Là con số. Và bây giờ Pháp Hòa đưa ra một con số thôi để mình có khái niệm. Một ức là bao nhiêu? Là 100 ngàn. 100 ngàn gọi là một ức. Vậy thì 62 ức là bao nhiêu? 6.200.000. Pháp Hòa lấy một con số để cho đại chúng dễ nhớ thôi. Một ức là 100 ngàn. Đây là một trong cách tính của Ấn Độ. Còn có trường hợp là 10 vạn kiêu ức, 100 vạn ức nữa. Bây giờ lấy con số dễ tính ha. 100 ngàn là một ức. Vậy thì 62 ức ở trong Phẩm Phổ Môn nói là nhiêu? 6.200.000. Đó là mình giải thích theo cái câu hỏi là ức là vậy. Nhưng mà ở đây nói cho nó trọn cái câu trong Phẩm Phổ Môn luôn. Niệm 62 ức danh hiệu Phật Bồ Tát và cúng dường. Những người làm như vậy đó, và so với một những người nào mình chỉ cần niệm một danh hiệu Quan Âm Bồ Tát thôi, thì phước đức của hai người đồng nhau. Tại sao có cái trường hợp như vậy? Bởi vì niệm Phật hay Bồ Tát là để tượng trưng cho trở về với cái tri kiến Phật. Rồi niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm thì cũng có nghĩa là trở về với tri kiến Phật. Niệm nhiều, niệm ít cũng giống nhau. Pháp Hòa ví dụ đi ha. Ví dụ như giờ mỗi tối á, mình lấy sâu chuỗi mình niệm 10 sâu Nam Mô Di Đà Phật. Rồi có những vị người ta niệm, người ta nói: trời ơi, con niệm Phật Di Đà vãng sanh tịnh độ, nhưng mà con cũng thương Đức Quan Âm lắm, con cầu Ngài phù hộ cho con mạnh giỏi, cho nên con niệm thêm sâu Quan Âm. Cái niệm xong cái suy nghĩ nó: Quan Âm cứu khổ cứu nạn, rồi lỡ con cũng muốn niệm Bồ Tát Địa Tạng luôn để con hồi hướng cứu độ của quyền thất tổ của con. Cái niệm thêm sâu Địa Tạng. Tôi có nhiều vị một đêm vậy là niệm hết Phật này tới Phật kia, vì quan niệm sao mỗi Phật độ một chuyện. Con bệnh nhiều quá niệm dược sư,
con khổ, con cái con khổ, con niệm Quan Âm. Cho nên rồi á, một người chỉ một câu Nam Mô Di Đà Phật, rồi một người mỗi tối niệm mỗi diện sâu sâu, hai người cùng ngồi làm gì? Niệm, niệm Phật. Công đức giống nhau không? Tương đồng. Chẳng qua là một người quan niệm, cho nên niệm nhiều danh hiệu Phật. Cũng giống như mình ngồi thiền. Thật ra cái cách mà Bảo Hòa hướng dẫn đại chúng là cái cách rất là căn bản cho bước đầu thôi, để mà làm sao để cho những vị rất là mới với cái sự trở về chánh niệm tỉnh thức. Cho nên A-di hít vào, Đà Phật thở ra. Hít vào còn sống, thở ra mỉm cười. Hít vào thân an, thở ra tâm tịnh. Bây giờ một người không có cần phải khởi mấy cái niệm đó nữa, cứ ngồi biết hơi thở vào ra thôi cũng giống nhau, đều là trở về với cái giây phút hiện tại chánh niệm. Thì Phẩm Phổ Môn cái đoạn đó cũng có ý đó đó. Người kia niệm 62 ức Phật Bồ Tát, một người niệm một danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, cả hai đều trở về với tri kiến Phật. Công đức giống nhau. Cũng giống như mình trì chú thôi. Giờ con thích chú Chuẩn Đề, cứ lấy cái bài chú Chuẩn Đề đó tụng trọn đời, cũng giống như một người trì Đại Bi, cũng như một người niệm Phật. Vì sao? Giây phút nào mình ngồi tĩnh lặng lại, mình trì một bài thần chú, mình niệm một danh hiệu Phật, cũng đều là giây phút trở về với bản thân của chúng ta, với tự tánh của chúng ta. Bây giờ người kia không niệm Phật mà tụng kinh được hết, hình thức có khác thôi, nhưng mà mục đích chỉ là một. Cho nên trong kinh Địa Tạng nè, phẩm thứ 13, một người nào mà rơi xuống địa ngục, vừa tới cửa địa ngục thôi giật mình, niệm một danh hiệu Phật, niệm một câu kinh, niệm một danh hiệu của Bồ Tát, người đó đều rời địa ngục. Niệm một danh hiệu Phật gọi là niệm Phật, đọc một câu kinh gọi là niệm Pháp, niệm danh hiệu của Bồ Tát là niệm Tăng. Bồ Tát là Tăng, kinh là Pháp, Phật là Phật. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người nào khởi một trong ba niệm đó cũng đều ra khỏi cái khổ đau. Có những người khổ quá đi kiếm Pháp nghe, được không? Đó niệm Pháp đó. Thay vì khổ quá đi lên mạng coi có nhạc gì nghe để cho nó tương đồng với cái khổ của mình không, để cho mình ướt át, để cho mình rủ rượi ra thêm. Còn về mình khổ mình đi kiếm Pháp. Cho nên á, buồn tụng kinh á, nói buồn mà tu đỡ hơn buồn không tu. Có những người ta buồn thì để đánh bài, đâu hết buồn đâu. Sau đó rồi mất thời gian, sanh thêm cái bệnh nữa, bệnh ghiền, rồi thâm thủng tiền của, hoàn toàn không có lợi. Buồn đi uống rượu, buồn đi hút thuốc. Ở chùa mình có một cô giờ cô mất, cô hay nói hồi đó chồng đi vượt biên mất tích, con đi vượt biên mất tích, cha con đi kỳ đó mất tích. Cô buồn quá, cô muốn hút thuốc, hút cho chết, chết theo chồng, chết theo con. Ai ngờ đâu con không chết mà giờ con ghiền. Đó, tự cô lên cô tâm sự như vậy. Thật ra cũng cùng một là một cái khổ, nhưng mà khổ ý thức và chánh niệm và tu, khổ để đưa mình chìm nữa, thì hai cái cách nó khác. Chứ đạo Phật là cái chỗ đó. Thế thì cái người câu người ta nói đạo Phật là đạo cứu khổ là vậy. Cung ứng cho người ta một cái phương thức nào đó để người ta hết khổ thì rõ ràng. Và thậm chí mới nói mấy bà mấy ông khổ mới vô chùa tu. Ủa không khổ tu chi? Khổ mới tu. Mình đa phần là giống như bệnh mới uống thuốc, chứ ai khỏe đi uống thuốc bao giờ. Thật ra họ có nói vậy cũng đúng, chứ không có gì sai hết. Không có gì phải buồn giận người ta cả. Mà nếu mà mình mà khổ mà tu như vậy là quá quá hay rồi. Giống như bệnh mà uống đúng thuốc, bệnh mà biết tìm thuốc uống.
Chứ người ta nói điều đó không có gì sai, cũng không có gì giận hết. Nên nó thất tình nó mới đi tu đó à, cũng được nữa, không sao hết. Thất tình nó đi tu, chứ còn thất tình rồi nó lang bang, nó tìm tình khác mùng 3, mùng 7 rồi càng khổ hơn nữa. À, không có người này cứ ráp vô người khác tạm, rồi mai mốt không hợp ráp vô, chờ suốt cuộc đời ba chìm bảy nổi. Còn thất tình cái dứt hết tất cả các tình, giờ tình Phật, giờ tình của Phật, chứ không có tình lăng nhăng nữa, cũng tốt chứ không sao hết. À, mình thấy là cái tu tập là mình có được cái nhìn đó, tự nhiên mình không có còn giận ai nữa hết. Chẳng qua người ta có cái nhìn sai về mình thôi, chứ không có gì phải giận. Giống như người ta đứng sau lưng thì nó ôi ôi, cái người đó giống như người mù rờ voi vậy đó. Người mù người ta rờ con cái chân con voi, ta nói con voi như cái cột nhà. Tại sao? Tại vì họ chụp ngay cái chân con voi thôi. Rồi họ cầm cái vòi con voi thì nói sao? Ô, con voi như là cái đường, cái ống nước. Tại sao? Họ chụp đúng ngay cái vòi thôi. Họ chụp cái lỗ tai con voi, nó ô, con voi như là cái lá chuối, như cái quạt. Tại sao? Vì họ chụp đúng ngay cái đó thôi. Nhưng mà họ có nói đúng trọn vẹn con voi không? Không. Nhưng không có giận họ. Cái người trí là không có giận mấy người đó, vì mình hiểu được rằng họ thấy cái phương diện nào họ nói cái đó. Cho nên nhiều khi người ta nói mình vậy đó, mình có thể mình nhìn lại coi đúng rồi, người ta nói một phần đó của mình mà. Ta không nói trọn vẹn mình là ai, nhưng mà ta nói một phần đó. Nhưng người ta lầm, người ta chấp, người ta cho mình là một toàn thể cái đó, nhưng mình biết. Cho nên trong câu chuyện đó kể, ông vua thấy nguyên một nhóm người mù ngồi đó mà định diễn tả về con voi. Nhưng mà ông vua là người có mắt, trí sáng, ngồi cười vui với cái người mù đó thôi, đây nhóm người mù đó thôi, mà không có giận họ, không có trách gì họ hết. Vì họ mù mà. Họ dính, cái mù là tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho cái định kiến của mỗi người, cái tà kiến của mỗi người. Cho nên mình mà trong cuộc sống của mình, một trong những cái làm mình khổ là gì? Là cái kiến, là cái thấy đó. Nhớ không? Đời này là ngũ trược á, thì trong đó có một cái gọi là gì? Kiến trược. Mà hễ mà kiến trược rồi thì thế nào cũng sanh ra phiền não trược. Buồn, vui, giận, ghét theo cái kiến của mình. Rồi mình sống như vậy gọi là gì? Kiếp trước, mạng trước. Cho nên đời nói chung là kiếp trước. Trong kiếp trước nó có những cái trước chi tiết. Vậy hiểu được chỗ đó rồi ha. Người mà trở về được với cái chỉ cần mình chịu tu thôi, tu sao cũng được. Câu hỏi cuối cùng. Mỗi ngày mẹ con trì chú Đại Bi, sau đó niệm Phật và hồi hướng. Có người nói không nên trì chú Đại Bi vì có tên của các vị Bồ Tát, mình không rành sẽ bị phiền phức tới gia đình. Vậy mẹ con nên tụng kinh gì và có nên trì chú Đại Bi nữa không? Quý vị thấy không? Mới nói cái vụ tà kiến, cho tà kiến nó xuất hiện. Nếu mà nói rằng tụng Đại Bi là sẽ dính dáng tới tên của Phật Bồ Tát, thì trong cuộc sống này chắc không dám kêu ai hết trơn, bởi vì kêu người nào cũng trúng tên người ta hết trơn. Thí dụ như anh đến Nguyễn, anh Năm, cái nó kêu anh Năm, ôi không được, kêu tên tôi, tội. Không phải. Có hai trường hợp để mình gọi. Gọi để chửi hay gọi để tán thán. Ví dụ mình tụng là Nam Mô Hát Ra Hát Na Ra Dạ Gia, ở trong đó là mỗi câu là tên, là hạnh nguyện của Quan Âm, là những ứng thân của Quan Âm, mà mình kêu bằng cái sự thành tâm, thì cái này là tán thán hay chửi rủa? Tán thán. Còn ví dụ mình kêu tên người ta để mình chửi rủa, cái này mới khác chứ. Cho nên đừng có nghe
Người cái người nói mà người ta nói mà người ta không hiểu ta đang nói gì hết trơn. Ở trong cuộc sống này có những cái người mình gọi để mình ca ngợi. Thí dụ mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là gọi tên ông Phật vậy. Không lẽ kêu vậy cái nói đừng gọi ông Phật vậy. Tên của mấy ổng gọi vậy phiền phức lắm á. Nếu mà không cho trì chú, nói chú Đại Bi có nhiều tên của Phật Bồ Tát, mình không rành sẽ đưa phiền phức tới gia đình mình, thì giờ không dám tụng gì nữa hết, không dám niệm gì nữa hết. Tại vì bỏ chú Đại Bi thì nhầm các Phật Bồ Tát rồi, không lẽ niệm Di Đà không dính tên Phật Di Đà sao? Niệm Phật Thích Ca không dính Phật Thích Ca sao? Và rốt cuộc rồi, cái người này, cái người nào mà đưa ra cái thuyết như vậy đó, không biết họ tu cái gì. Thật sự mấy cái này mình không cần phải nghe mà hoàn toàn không có chân lý gì hết. Chờ quý vị cứ việc tiếp tục trì chú Đại Bi hay là niệm Phật gì đó tùy mình. Nhưng mà không phải vì cái chuyện ở trong chú Đại Bi á là 84 câu. Chú Đại Bi gồm có 84 câu và mỗi một câu là một biểu tượng của cái hóa thân của Đức Quan Âm. Và khi mình thành tâm, mình ở trong khi mình tụng kinh trì chú là mình thường hay nói thành tâm trì tụng mà. Nghĩa là mình gọi hạnh nguyện, mình đọc tên các vị đó tương đồng với mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó là mình gọi ta ngợi tán thán thì công đức nó sanh trưởng chứ tại sao gọi là phiền phức. Mà ví dụ thôi, một vị Phật, vị Bồ Tát mà mình đọc tên của các vị để sanh phiền phức tới cho mình thì cái đó gọi được, làm sao được gọi là danh hiệu của Phật và Bồ Tát được. Mà thậm chí chúng ta tu hành là chúng ta phát nguyện sao? Nguyện đến mức độ là khi nào chúng sanh nào nghe tới tên con, thấy hình ảnh của con đều phát tâm. Nhớ không? Cái bài tụng đó, chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài gì đó thoát khỏi ngục hình đớn đau. Đó là hai câu dịch từ cái câu chữ Hán đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Thấy tướng con, nghe tên con, giai phát bồ đề tâm, vĩnh xuất luân hồi khổ. Đều phát được tâm bồ đề và vĩnh viễn xa rời cái khổ luân hồi. Thế thì tại sao lại nói là đọc tới danh hiệu Phật Bồ Tát là tới phiền phức? Nếu mình đọc danh hiệu Phật Bồ Tát mà phiền phức thì các ngài chẳng phải là hiệu của Phật, hiệu Bồ Tát. Cho nên mình mới thấy rõ đó, nếu mà chúng ta hiểu cái gì mà không bằng cái chánh kiến, bằng cái chánh pháp, bằng cái chân chánh giáo đó, thì chúng ta sẽ đưa ra rất nhiều những cái tà thuyết, những cái thuyết lệch lạc và hướng dẫn cho người khác đi vào con đường lệch lạc. Cái đó gọi là nhất manh dẫn quần manh, một người mù dẫn nguyên đàn mù. Ví dụ như giờ cái vị Phật tử này mà không đưa câu hỏi này ra thì bắt đầu kêu bà má đừng niệm Phật, đừng trì chú gì nữa, làm gì? Bây giờ bỏ trì chú Đại Bi đi, nó thôi niệm Phật đi, niệm Phật cũng là một hình thức gọi tên. Mà thậm chí mình Việt Nam có bài nhạc ấy, còn mãi gọi tên nhau. Rồi mình gọi Phật, gọi danh hiệu Phật Bồ Tát tốt quá chứ có gì đâu không được. Thí dụ như mình khổ quá, mình một người nào chăm sóc cho mình, mỗi lần mình bệnh mình kêu tên người đó. Thí dụ mà Pháp Hòa làm việc, mỗi lần mà computer nó có trục trặc cái Tịnh Tạng ơi lên giúp thầy, Đức Tạng ơi lên giúp thầy. Vậy thôi. Thế mình gặp khổ nạn nào mình biết cái đối tượng đó có thể cứu khổ mình phải gọi họ. Như vậy mới gọi là Phật Bồ Tát chứ. Và cái người đó có mặt để làm gì? Để thực hiện cái hạnh nguyện của họ. Cho nên quý vị thấy là trong Phật Pháp á, mỗi một vị có một cái hạnh nguyện tùy theo cái khó khăn của mình. Cái đó là gì? Để giúp cho mình
Mình khổ cái nào có cái tương ứng đó. Các ngài cùng một mục đích thôi, không có khác đâu. Các ngài cùng một đích thôi. Nhưng mà tại vì chúng sanh mình á, thích gì thích đa dạng cho nên các ngài cũng đa dạng. Bồ Tát biết tâm ý của chúng sanh thích còn trang điểm, cho nên các vị Bồ Tát đều có tóc, đều đeo vàng vòng hết. Mấy thầy thấy đây mấy cái tượng Bồ Tát không? Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền rồi đó. Trời, châm rồi cài rồi xuyền rồi vân vân. Đó là gì? Để nói lên rằng các ngài là Bồ Tát nhập thế đó. Chúng sanh thích cái đó. Duy có Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Địa Tạng hình tướng làm sao? Cạo đầu, mặc đồ tu. Đó là Bồ Tát xuất thế. Chúng ta tùy thời nào thì chúng ta có những phương tiện đó. Đó, cái dịch COVID này là mình thấy rõ ràng cái chuyện đó thôi. Có ai có những cái nhu cầu nào thì mình ứng theo cái nhu cầu đó. Nói tụng kinh, bây giờ người ta bệnh dịch, người ta không cho đi tới nhà hoàng. Nếu mà mình không có cái phương tiện livestream hay là FaceTime thì cũng đâu có thể giúp được, phải không? Mình nói là tụng kinh phải có mặt ở đó nó mới linh. Bây giờ cái vấn đề giữa cái có mặt để linh hay là tụng để có cái sự linh đó là do cái tâm mình phóng tới. Mình cầm cái chu ly nước này mình rải một cái thì sao mà biến sái tam thiên được. Nhớ không cái câu mình tụng đó? Dương chi tịnh thủy, cành dương nước tịnh. Biến sái tam thiên, một cái rẫy thôi mà ra cả 3000 thế giới. Cái đó làm sao làm được? Nhưng mà cái gì rải? Cái rải này hay là cái tâm mình rải? Cái tâm mình rải, cái tâm mình phóng ra đó. Cho nên mình, cái ly nước là một biểu tượng. Nước là tượng trưng cho thanh tịnh. Cái nhành dương là một phương tiện quyển chuyển. Hai cái này phối hợp lại với cái tâm thanh tịnh từ bi của mình lưu xuất qua đó, nó đi qua cái nhành dương mình rải ra. Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. Nó làm từ đâu? Nó làm từ tánh không bát đức. Bát đức, bát công đức thủy đó, lợi cả nhân thiên, làm cho pháp giới sáng rộng thêm. Hỏa diệm, hóa hồng liên, từ một cái ngọn lửa biến ra thành ra một cái hoa sen hồng. Hoa sen nở ra ở trong một biển lửa. Trong cái thời gian biển lửa này nè, đó, COVID nè, nạn dịch rồi, có người sợ hãi, có người lo lắng, đủ thứ hết. Những chương trình học Phật được đưa ra để làm gì? Để trong biển lửa hóa sen hồng. Những người lo lắng, những người sợ hãi, nhờ những thời kinh, nhờ những lời pháp mà họ đang ở trong cái sự lo lắng khổ đau đó, họ an tịnh trở lại. Có phải là hỏa diệm hóa hồng liên không? Từ đó mình Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, ngay nơi họ ngồi trở thành chỗ thanh lương địa, đất thanh tịnh. Thầy trò mình ở đây cũng thanh lương địa, không ai làm biếng hết. 3 tháng trời trong chùa không ai được làm biếng hết. Một ngày bao nhiêu thời kinh, hết việc này tới việc kia. Thì khi mình làm được cái việc đó, mình không có nghĩ tầm bậy, mình không có tạo nghiệp xấu. Ở trong biển lửa mà chúng ta vẫn tác được những cái việc làm thiện lành. Thành ra mình thấy cái bài tụng đó bây giờ nó trở nên rất thật và rất màu nhiệm, chứ không phải là những cái bài nói cho nó có nói. Và chúng ta thấy rằng cái bài gì Tán Dương Chi đó, Dương Chi Tịnh Thủy, biến sái tam thiên,
tánh không bát đức lợi nhân thiên, pháp giới quảng tăng viên, pháp giới sáng rộng thêm. Nếu mình nói giáo lý, mình nói học Phật pháp chỉ thu gọn đây, cái nó thu gọn. Bây giờ mình đưa ra cái livestream là pháp giới sáng rộng thêm. Đây là mình nói cho những trường hợp Phật pháp. Bây giờ các thầy, các cô, các chư tôn đức hay là các tôn giáo khác cũng vậy. Người ta cũng làm cho pháp giới sáng rộng thêm bằng cái tánh không bát đức đó. Bát đức của nước là thuần khiết, trong sạch, mát mẻ, êm dịu, trơn láng, mịn màng, vân vân. Người nào tắm ở trong cái nước đó đó, da dẻ trơn tru, tắm xong không đói khát. Cái công đức của cái nước đó đó. Có nhiều khi mình đọc sách, mình đọc kinh mà mình không thấy đói bụng, là tại vì mình đang ở trong cái dòng suối mát của giáo pháp. Mà cái sữa pháp nó mới nuôi mình được. Và nhờ mình trong cái cảnh khổ mà mình ráng mình tu tập để mình an được, thì ngay nơi đó là đất của thanh lương, gọi là thanh lương địa. Ở trong kinh Tâm Địa Quán á, có nói 10 lợi ích của cà sa. Cái này mình học rồi, hồi đó mình học 24 chương Oai Nghi đó, mình có học đó. Ngoài ra theo như kinh Hán Tạng đó, thì chữ cái y và cái cà sa của các thầy mặc đó, nó có khoảng chừng 10, 13, 14 cái tên gọi khác nhau, có thể lên tới 15 nữa. Tên gọi khác nhau. Ví dụ như gọi là gì? Giải thoát phục nè, cứu long y nè, liên hoa y nè, từ bi y nè, thế phục nè. Thế phục là gì? Áo mặc của những người lìa xa trần thế. Pháp phục là áo mặc của những vị học pháp. Đạo phục là áo của những người tu đạo. Nó có nhiều tên gọi khác nhau. Mà có trong kinh, trong gom lại kinh Hán thì có tới khoảng 15 tên gọi. Nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ cần nhớ vài từ cũng được. Giải thoát, nhẫn nhục, liên hoa, phước điền. Tại sao gọi là phước điền? Tại vì điền là ruộng. Cái áo đó là dựa nhìn vào cái miếng ruộng mà chế tác, cho nên gọi là phước điền, ruộng phước. Người thế gian người ta có ruộng lúa, người tu có ruộng phước. Mình tu thì mình có được cái ruộng phước. Vậy thì mình giàu ở đây là giàu cái đức, cái phước, chứ không phải mình giàu của cải. Mà cái đức cái phước này là do chúng ta nhờ đắp cái y này lên, cho nên chúng ta biết giới và chúng ta giữ. Nhờ giữ giới mà có phước. Ở trong Sa Di Luật Giải đó, có kể câu chuyện là có một chú tiểu. Ở chú tiểu đó, thầy của chú có nhìn chú, thấy cái tướng thọ mạng của chú hết rồi. Tướng chú này là tướng chết yểu. Và thấy chú tiểu này chỉ còn có mấy ngày nữa chết thôi. Cho nên thầy chú mới nói, thôi con đi về thăm gia đình đi, cho chú về thăm gia đình trước khi chết. Vậy mà sau một tuần lễ 10 ngày thăm gia đình xong thì chú trở về chùa, bắt đầu tướng chú nó đổi ra. Cái tướng chết yểu nó mất rồi. Thì ông thầy mới kêu chú lại, mới hỏi, thời gian vừa rồi con về nhà con làm gì? Chú nói, dạ con cũng thăm nhà bình thường vậy thôi, con chỉ ở nhà thăm ba mẹ theo lời dạy của thầy. Rồi trên đường đi con có làm gì đặc biệt không? Chú ngẫm nghĩ hồi, chú mới nói, ô con nhớ rồi. Cái ngày con trên đường về, con đi ngang cái dòng sông, con thấy một ổ kiến. Nó rớt xuống nước. Con thấy tội quá, con vớt lên. Hòa thượng biết rồi. Chú này nhờ cứu đàn kiến mà tăng duyên thọ. Duyên thọ tức là tăng tuổi thọ lên. Cho nên từ đó mình mới biết rằng, trong luật dạy là khi mà chúng ta làm cái việc gì, chúng ta làm bằng cái lòng từ bi của mình,
Dù chỉ là một việc nhỏ thôi thì cái phước nó cũng có. Mà khi mà cái phước nó có rồi á thì cái nghiệp của mình bắt đầu mới giải. Hay nói cách khác là có phước giống như có tiền. Có tiền thì muốn mua sắm gì cũng được. Người có phước thì cái gì mình cũng có thể có. Hay nói gần nữa là gì? Người có sức khỏe thì ăn cái gì cũng ngon, nằm đâu cũng ngủ, làm vì gì cũng không phiền hà gì hết. Còn người không có sức khỏe rồi thì giống như mình không có phước vậy. Cho nên cái tài sản lớn nhất của người đời là gì? Là sức khỏe. Mình có sức khỏe cũng giống như mình có tài sản vậy đó. Muốn chi gì chi, muốn dùng gì dùng. Người không có sức khỏe thì không được. Thì cái phước đây cũng vậy. Vậy thì tại sao trong nhà Phật cứ dạy chúng ta phải kiêng này kiêng? Thật ra lại làm gì? Để kiệm cái phước. Thật ra con người chúng ta có cái phước, nhưng mà đôi khi chúng ta không thấy cái đó và chúng ta cứ phí phước. Cũng giống như bây giờ nước nè, mình không là người trả tiền nước, mình không là người phải trả cái làm cái nguồn nước đó, chứ mình không thấy được cái cực nhọc và cái tiền mình phải chi, cứ xài. Mấy vì mình đó, mấy đứa nhỏ đi, nó nhỏ nó chỉ biết là nó mở cái vòi nước lên là nó có nó xài, cho nên nó phí dữ dội lắm. Nhưng mà khi nó lớn lên, nó làm người lớn rồi, nó phải trả cái bill nước đó, thì tự động nó biết hà tiện. Cũng giống như nó nhỏ, nó chưa biết gì hết, có tiền nó cứ xài, mà lớn lên nó biết rằng cái tiền mà xài là phải cực khổ lắm mới có, cái tự nhiên nó hà tiện. Chứ con người chúng ta đều có phước hết á. Nhưng mà sở dĩ chúng ta cảm, chúng ta càng ngày càng khổ sở, càng nghèo là gì? Chúng ta trong cái vô tình chúng ta đã phí cái phước của mình. Phí cái phước của mình bằng cái cách hành xử, cách sống của mình. Thí dụ như giờ lẽ ra mình có cái phước rất nhiều người ta thương. Nhưng mà mình ăn nói làm sao riết ai cũng sợ mình, ta ngán mình, ta chạy hết trơn. Cái tự nhiên mình cô đơn, cô độc, lẻ loi mình. Thì cái đó cũng là một cái phần là gì? Chúng ta không biết được tiết giữ cái phước ở cái cách hành xử nói năng. Cho nên á, ruộng phước là cái người giàu có là của người tu. Người đời người ta có ruộng lúa, còn chúng ta là có ruộng phước. Thì cái y đó đó là cái y ruộng phước, gọi là phước điền. Nhiều khi mình chỉ cần nhớ vài tên của cái y mình thôi, mỗi lần mình làm việc gì mình nhớ cái tên đó mà mình đang đắp cái đó thì tự nhiên mình vượt được. Ví dụ y này gọi là nhẫn nhục y đó, bây giờ tu mà không nhẫn, tu mà sân si như vậy đó, rồi thôi sân ngầm thì còn đỡ đi, mà sân giờ nó lộ ra luôn, nó lộ ra như tân sân nhất, nó lộ ra như là sân bay thì tiêu rồi. Thì mỗi lần mình lên cái cơn sân, mình nhớ mình đang đắp y nhẫn nhục. Đó, thí dụ bây giờ mình nhớ cho được cái tên y là nhẫn nhục y. Rồi mình nhớ được cái tên gọi là gì nữa? Giải thoát y. Tâm mình phải luôn sống bằng cái tâm giải thoát. Cái gì người ta làm mà người ta biết lỗi, tha thứ. Cái việc gì nó không đáng, đừng có chấp. Đó là giải thoát. Và đôi khi chúng ta phải, một cái người đó họ rất là kỳ cục, nhưng mình biết nhìn ở cái mặt tích cực của họ để mình thương được họ, đó là mình giải thoát. Mình giải thoát cái mặt tiêu cực của họ và mình biết hướng về cái chỗ tích cực của họ, quên đi cái tiêu cực của họ để mình giải thoát cái khổ cho mình, là giải thoát ý. Bây giờ quý vị nhìn kỹ coi, trong chúng mình đây là tất cả những người sống chung quen biết với mình, ai mà không có cái dễ thương, nhưng mà họ cũng có cái dễ ghét. Thậm chí mình phải nói một câu nữa, có tài có tật. Người có tài thường hay có tật, không tật này cũng tật kia. Thôi giờ thương cái tài họ đi, cái tật họ đôi lúc mình bực lắm, nhưng mà đừng lấy cái tật của họ làm chính, giải thoát. Đó, nhớ giùm mấy cái tên đó để làm chi? Để giúp cho mình tiến tu, giải thoát y, nhẫn nhục y, rồi gì nữa, phước điền y. Nhớ nha, làm cái gì cũng là cái phước hết. Mình có cái ruộng lớn lắm, khúc này mình trồng lúa, khúc kia mình trồng xoài, khúc nọ mình trồng bưởi. Mình muốn trồng cái gì mình trồng, cây ăn trái là có quanh năm.
Mình là người giàu mà, có ruộng nhiều mà, sao không trồng? Thấy không? Rót cho người ta ly nước. Tại sao phải đi phục vụ nó? Không có phải phục vụ. Đây là mình cúng dường, còn hơn chữ phục vụ nữa. Cúng dường là mình cung kính, còn phục vụ là kiểu mình hạ mình. Mà cho dù là dùng chữ phục vụ cũng chẳng sao, cũng chẳng sao, là vì mình là người tu. Người ta cần thì mình ứng, không có đặt để cái vấn đề khác. Thì cứ chút chút vậy gom phước. Mà người biết gom cái phước thì làm gì mất phước. Thành thử ra đó, bây giờ mình nói tràn gian tất cả các tên đi, rồi đại chúng cứ nhớ vài ba cái tên thôi. Nhớ là mình đắp đắp cái y đó đó. Y đó là y nhẫn nhục, y phước điền, y giải thoát. Coi nhớ học luật có cái tên là cứu long y không? Y cứu rồng. Con rồng nó bị một loài khác ăn đó. Nó sợ quá, nó tới nó núp ở bên Đức Phật á. Đức Phật mới nói từ nay về sau khỏi sợ nữa. Phật rút cái sợi chỉ trong cái y Phật đưa cho con rồng kia nó giữ. Từ đó về sau mà loài khác mà tới gặp nó mà thấy được cái vải y của Đức Phật là né, không dám. Cái đó mình lấy cái ý đi, lấy cái ý. Mình tu như thế nào mà người ta khổ mà người ta tìm tới mình mà mình cứu được người ta. Đời này thì mình không thấy con rồng không? Mà đợi con rồng nó tới bên mình thì chắc gì mình ở đó mình dám cứu nó. Không. Vậy thì chúng ta lấy cái ý. Đó là chưa nói là y này còn có tên là từ bi y, liên hoa y, vân vân. Đại chúng cứ nhớ vài cái tên đó rồi tự mình, mỗi lần mình khởi cái gì nó, mình đang đắp cái y này nè. Nổi sân lên rồi vô lát cầm y lên, thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y. Đọc thôi mà cái tâm nó không có đọc. Cái tâm mà có đọc là út dột, hổ thẹn lắm. Hồi nãy mới sân quá trời ngoài kia, rồi giờ vô đây đọc. Đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận gì đó. Thành thử ra nếu mình đọc bằng cái tâm là mình thấy xấu hổ. Mình thấy xấu hổ, tâm mình còn chấp quá, thay sao kêu là giải thoát y. Lòng mình còn đầy sân hận, sao kêu là nhẫn nhục y. Rồi mình không thể nào vượt được những cái mà mình buồn giận người này người kia thì sao gọi là giải thoát ý. Cho nên rồi chúng ta đọc cái bài kệ đó mỗi ngày, nhưng mà chúng ta đọc cái miệng thôi, chúng ta chưa đọc bằng cái tâm. Mà hãy đọc bằng cái tâm là cái tâm tự thấy xấu hổ. Cũng giống như mình đọc Phát Bồ Đề Tâm Văn vậy đó. Ngài thật hiền nói không? Người ta ở nhà tranh vách đất, dành tiền để cúng dường để chúng ta xây chùa chúng ta ở. Đọc mấy cái lời đó đau lắm. Mà cứ bao nhiêu chục năm rồi mà cứ mỗi lần đọc lại những lời đó thì tự nhiên mình có cảm xúc khóc ở trong những cái bản văn như vậy. 10 cái ân, 10 cái lý do nào mình phải phát tâm Bồ Đề. Trong đó có một cái lý do là vì nhớ ơn Đàn Na Tín Thí. Vì nhớ cái ơn cứu khổ của Phật. Phật cũng sanh ra con người như mình, nhưng mà Phật hơn mình ở cái mặt vật chất mà Phật bỏ hết. Ví dụ vậy đó. Rồi bây giờ mình nói cái y này là y phước điền, mà đại chúng có công nhận nó là phước điền không? Cái em đó đó, tháng trước nó chưa đi xuất gia nha. Người ta gặp nó, ê khỏe không mày? Tháng sau nó cạo đầu cái ta gặp, mô Phật cô. Nhờ cái gì? Nhờ cái y đó đó. Nhờ cái sắc phục mà nó mặc vô đó. Tự nhiên người ta nhìn cái ta cung kính. Ta không biết nó tu bao lâu. Có nhiều vị cư sĩ vô chùa làm công quả, rồi cạo tóc, rồi mặc đồ vặt hò, rồi bước ra cái ta tưởng nó là ni sư, ta tưởng là sư bà, ta tưởng là sư cô, phải không? Hay là những vị cư sĩ nam
cạo đầu vô chùa, mặc cái đồ này lên cái người ta tưởng đâu mình là thượng tọa đại đức. Rồi bây giờ quý vị đi giữa một cái nhóm đông người coi, chỉ cần mình mặc cái y phục của mình vô thì tự nhiên mọi người người ta kính nể, ta đứng bên, người ta nhường chỗ cho mình. Thậm chí người ta đang ngồi, người ta thấy mình tới, người ta nhường chỗ. Cái gì mình được cái đó? Nhờ cái lá y đó. Ở đây mình không phải mình nói về cái mặt, đứng trên cái mặt gọi là hình tướng đó. Còn cái mặt nội công tu tập, ý nghĩa sâu sắc thì không phải là nó khác nữa. Nhưng ở đây nói để cho chúng ta thấy được cái hân hạnh của chúng ta. Cái hân hạnh của người của chúng ta được mặc cái y đó. Mà quý vị nhìn coi có phải là Đức Phật, dù Ngài đã vắng bóng hơn 2000 năm nay rồi, mà Phật vẫn cho lại cái phước sống của Ngài cho mình không? Ở nơi nào mà chúng ta chỉ cần để cái đức hình ảnh của Ngài lên, mặc cái y mà Ngài cho mình thôi, cái tự nhiên biết bao nhiêu người ta tới, người ta thăm viếng cúng dường, có phải không? Ngài cho mình chứ ai? Đức Phật cho mình chứ ai? Đó là mình nói ở cái mặt gọi là phước báo đó. Mà nếu mà mình có được cái nội dung tu tập nữa thì nó càng hay. Còn ví dụ như giờ người ta tới với mình thời gian mà ta tới đó, người ta chỉ thấy rằng ồ mình chỉ có ăn thôi mà không có tu, thì ta ở thời gian ta đi. Tại vì ta muốn cầu tu mà. Mà hãy chỗ nào mà có tu mà thiếu ăn ráng ở. Tại vì cái chính của mình là tu. Ở cực cũng không sao, ăn cực cũng không màng, miễn sao có tu. Còn nếu chỗ nào mà vừa cho mình ở thoải mái, ăn thả vàng mà còn tu nữa thì thôi ngu gì đi. Tại sao mình phải đi? Đó là cái phước của mình chứ, đó là cái duyên của mình chứ, mình phải bám giữ. Đó là mình nói sơ sơ về cái ý nghĩa của cái y. Thật ra khi mình học Oai Nghi chương 24 là danh tướng của y bác là mình đã nói rồi. Nhưng hôm nay trước khi mình bắt đầu học về cái y số 5, y 5 điều, thì mình nói lại một chút xíu về ý nghĩa của cái y và cái tên gọi. Bây giờ mình đi vào bài y 5 điều. Thì đối với các vị nào lạ với từ này đó, thì mỗi một thầy tỳ kheo đó, mỗi một vị xuất gia đó, tỳ kheo ni đó, đều ai cũng có ba y hết á. Ba y. Thứ nhất gọi là y hạ, thứ hai gọi là y trung, ba gọi là y thượng. Y hạ đó là y 5 điều, y trung là y 7 điều, y thượng là y 9 điều. Mỗi thầy có 3 y. Và bây giờ các sư Nam Tông á, trên người của họ đủ 3 y đó. Cái y hạ đó, y 5 điều này nè, là cái xà rông, cái quấn ở dưới đó, đó là cái y đó. Y số 5 đó, y hạ đó. Y thượng á, là cái miếng phủ ở trên vai đó, là y trung đó. Còn y hạ là cái y mà các thầy xếp để trên vai đó, là y thượng đó. Cho nên là trong kinh nói là mỗi vị ba y là các thầy Nam Tông, là lúc nào ba y cũng đủ. Không lẽ không quấn xà rông? Không quấn xà rông nó lộ nguyên hình rồi còn gì. Cho nên cái y đó là y hạ. Y trung là cái áo phủ trên người, che cái thân phần trên. Cái xà rông là phần dưới. Vậy thì hai y rồi. Rồi đắp thêm cái y số 9 đó là ba y. Hiểu ý không? Nhưng mà ngày nay đạo Phật truyền sang tới Trung Hoa, tới Việt Nam, tới Hàn Quốc, tới Nhật Bản, thì ba cái y này chúng ta làm lại thành cái kiểu khác. Y hạ, y 5 điều đó, tức là cái bộ đồ bộ mà chúng ta đang mặc đó, là y hạ đó. Áo vạt hò mình đang mặc mỗi ngày trong nhà là y hạ đó, y 5 điều đó. 7 điều á, tức là cái áo này nè, đó, áo Nhật Bình, áo tràng mà chúng ta mặc để hàng ngày
học pháp rồi tiếp khách đồ vân vân là y thất đó. Rì thượng đó là cái y vàng mà chúng ta đắp lên tụng kinh đó. Tuy chúng ta thiết kế trở lại để cho nó phù hợp với quốc độ của mình, nhưng cái tinh thần ba y chúng ta vẫn giữ, cho nên mỗi thầy vẫn phải may đủ ba y, y năm điều, y bảy điều, y chín điều để giữ cái tinh thần đó. Thành ra cái lễ sám y đắp lên để tụng kinh. Chứ còn đúng ra cái y số 5 đó, y năm điều đó chính là cái xà rông mà chúng ta đắp. Hiểu ý không? Chúng ta ngày nay chúng ta may ba y mỗi khi đi thọ giới là chúng ta giữ cái tinh thần của ba y đầy đủ. Và chúng ta biến ba cái y đó thành ra ba cái y để chúng ta mà đắp khi tụng kinh, gọi là để lễ sám. Và chúng ta đã biến chế cái y năm ba cái y đó thành ra cái y phục mà chúng ta thường mặc mỗi ngày đây. Hiện bây giờ chúng trên người chúng ta đang đủ hai y rồi đó. Ở bên trong là bộ đồ, ở ngoài là cái áo này. Rợn lát lên tụng kinh đắp thêm cái y nữa là ba y đủ. Hiện Phổ Hòa giải thích như vậy để các vị sẽ nói rằng sẽ hiểu được cái hình thức của ba cái y đó. À, bây giờ mình nói y số 5. Y 5 điều. Điều là gì? Tức là cái ô á. Mình căng cái y ra đó là nó có từng ô bự vậy nè. Và mình sẽ thấy 5 ô như vậy đó. Chúng ta thường có khi gọi là điền đó. Điền y đó. Cái thỏa ruộng đó. Bây giờ trong này giải thích. 5 là 5 điều. Y là áo. Gọi là ngũ điều y. Ngũ điều y là y năm điều. Lại có nghĩa là nương. Tại vì y có nghĩa là nương đó. Thân này không có nương cái gì hết thì nó trống trơn, nó kỳ lắm. Cho nên phải nương. Thí dụ như các thầy Nam Tông á, người ta quấn cái y đó. Khi mà người ta lỡ thầy nào mà hơi dày một chút, bụng to một chút, quấn cái đó còn không có thấy. Chờ cái mặt mai cái y đó không cần đo, tại vì nó chỉ là một tấm vải thôi. Rồi chúng ta quấn, ốm thì quấn theo ốm, mập quấn theo mập, cỡ nào quấn cũng được hết. Cho nên cái y đó khỏe lắm, không có sai xiết gì hết chứ. Còn mai kiểu mình đây là phải đo đây, tại vì không đo là nó rộng, nó dài, nó lộn thượng, cho nên phải đo. Còn cái loại y đó đắp khỏi đò. Y là 5 điều. Y là áo. Lại có nghĩa là nương. Để ngăn lạnh nóng vậy. À, mình không có mặc thì lạnh nóng khó chịu. Cho nên mình phải mặc áo. Nghĩa là mình thân này phải nương vào cái áo. Thứ nhất là để mình không có mắc cỡ hổ thẹn khi mình đứng trước mọi người. Thứ hai là để trừ cái nóng cái lạnh. Đây là áo pháp xuất thế, chẳng đồng thế tục so sánh được đâu. Đây là cái áo pháp của người tu. Áo người đời không có so sánh được. Tại sao? Mặc dù nó rẻ hơn nhưng mà không so được. Có phải không? Đồng ý không? Ví dụ giờ người ta mặc cái áo 3.000. Wow, chị mặc cái áo này rất là đẹp nha. Hợp với chị lắm, đúng mốt luôn á. Nhưng mà rồi chị ngồi đâu, chị ngồi đó. Nhưng mà cái áo này nó có 20 đô à. Nhưng mà bước tới đâu á, mô Phật, mời thầy lên trên. Rồi đôi khi chị mặc đồ sang mà chị đi tới đâu không có trả tiền đâu có được. Áo này mặc đi tới đâu đôi lúc được free. Ở bên Thái Lan á, cả cái nước Phật giáo đó, hay là ngay cả bên Đài Loan cũng vậy, các thầy các sư cô đi vào nhà hàng chay mà ăn cơm là miễn phí. Chẳng những miễn phí mà
chủ nhà hàng còn đem bao thơ ra cúng dường, cung kính lắm. Cái bữa đó Pháp Hòa ghé Đài Loan, đi Đài Loan cũng mấy lần rồi, nhưng mà lần đó không có chủ tâm ghé, nhưng mà đi công việc rồi đi ngang đó, mà dư tới 12 tiếng sau mới lên máy bay. Thành thử ra chú Phật tử chú nói thôi, kể con đưa thầy ra đi vài cái chùa. Ê, mấy huynh đệ mới ra, bưa ra khỏi phi trường, cái mướn cái xe vậy, cái đi, cái có cái ông Phật tử không biết chùa ở đâu ông chở đi. Trên đường đi tấp vô ăn, ồ bên Đài Loan là cơm chay đầy đường, mà tiệm nào cũng ngon cực kỳ, ngon lắm lận. Bước vô ăn cái bà chủ không lấy tiền Pháp Hòa, bà nói pháp sư là miễn phí. Chẳng những vậy, đang ngồi ăn hồi bà lấy cái bao thơ bà bỏ vô, quỳ xuống dân. Đấy. Rồi cái bữa mà có bữa nào đi ít người, bà nói bữa nay pháp sư đi ít người quá, thôi cúng dường luôn cho các Phật tử. Ta tạo cái phước cho nên phước người ta sanh. Áo thế tục chẳng so sánh được. Áo này nó không có phải lông cừu, lông dê, nó không phải là bất cứ cái hiệu gì hết. Mai áo của quý vị mặc đồ, quý vị lật coi hiệu, chứ còn áo này mai không có hiệu. Còn bây giờ người ta có hiệu là hiệu cái nhà may đó thôi. Chẳng đồng thế tục so sánh được đâu. Phải giữ đó như da, phải giữ cái áo này như mình giữ cái da của mình vậy đó. Keep this robe like you protect your own skin. You don't want to scratch, you don't want to get any wounds. Giữ áo như giữ da. Kính trọng như kính tháp. Mình thấy cái tháp Phật, kính tháp, thì phải quý cái y này, kính cái y này như tháp. Cho nên y là một trong những biểu tượng của Phật. Nơi nào không có Phật, thấy cái pháp y như thấy Phật. Tại vì sao? Vì người đó pháp y là biểu tượng cho Tăng, mà trong Tăng có Phật có Pháp. Luận Tác Bà Gia nói, y này 95 thứ ngoại đạo không có, duy trong Phật Pháp có mà thôi. Cái này là trong luận nói, và đúng như cái câu chuyện Pháp Hòa nói vậy đó. Khi mà Đức Phật chế cái y này rồi, thì Đức Phật nói là cái y này 95 đạo ở thời Đức Phật không có được. Quý vị nhớ là thời của Đức Phật là không phải chỉ có một mình đạo Phật nha, mà cũng không phải chỉ có đạo Bà La Môn nha, mà cũng không phải chỉ có đạo Lõa Thể nha, mà thời Phật có hàng trăm thứ đạo. Đức Phật ra đời ở tại Ấn Độ, Ngài cũng không làm gì hết, Ngài chỉ cải cách, làm sáng tỏ những cái gì mà người ta đang sử dụng. Thế thôi. Ví dụ như ở thời Phật, người ta không có cầm cây hương, người ta cúng Phật giống như giờ mình cúng đâu. Hồi xưa người ta không có cúng vậy. Người ta chỉ xông miếng hương vô, miếng trầm vô trong bình vậy nè, người ta lỡ người ta dâng trước Phật vậy thôi. Hoặc là người ta lấy hoa đó, người ta kết thành cái vòng, rồi người ta đến người ta để dưới chân Phật vậy thôi. Chứ không phải giống như giờ mình mà cấm bình lỡ để xung quanh, đó là mình cúng theo kiểu cúng bàn thờ. Nhưng mà khi đạo Phật đến đất nước Trung Hoa Việt Nam, thì người Việt Nam, người Trung Hoa có cái tục là dâng cây hương đó. Thì đạo Phật thổi vào trong cái hương của người dân Việt một cái ý nghĩa là hương này là hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát tri kiến, gọi là ngũ phần hương. Bây giờ đạo Phật nhập vào Việt Nam, tiếp nhận cái nhang của Việt Nam, nhưng thổi vào đó cái ý nghĩa của cây hương, cho nên bây giờ cây hương này trở nên ý nghĩa tuyệt vời. Thì đạo Phật là vậy đó.
Tức là mình không bài xích ai, không đả phá ai. Mà nếu cái đó hay, chúng ta tiếp nhận và chúng ta thổi vào đó những đạo lý để cho mọi người học cái đó, làm cái đó, sống tốt, sống đẹp. Họ không cần phải mang danh đạo Phật. Ví dụ bây giờ người đó không phải đạo Phật, nhưng mà họ theo truyền thống Việt Nam, cúng ông bà họ thắp cây hương. Nhưng họ hiểu cây hương này là hương của đức hạnh, hương của người trí tuệ, vân vân. Họ sống bằng cái ý nghĩa đó, họ vẫn là đạo Phật. Không cần phải làm cái lễ vô đạo. Phật giáo không có cái lễ gọi là lễ nhập đạo gì hết, tại vì nhập là phải xuất. Chỉ cần mình sống với cái tinh thần đó là Phật. Cho nên rất nhiều người thế gian, người ta không hề biết Phật là gì, nhưng họ sống rất Phật. Họ sống rất Phật. Tiếng Phạn gọi là An Đà Hội. An Đà Hội là mình âm từ cái chữ Antavasa, phải không con? Antavasa là An Đà Hội. Nghĩa là gì? Nghĩa là tác vụ y, tức là y làm việc, áo để làm việc, working robe. Lẽ giờ mình kêu labor robe. Đắp cái y đó hằng ngày là để làm việc thôi. Bây giờ chúng ta vì cái công việc đó, vì vậy cho nên khi mà truyền sang tới Việt Nam thì cái chế độ đi khất thực không còn. Chúng ta phải tự làm ruộng, tự canh tác. Bây giờ nếu mà tự canh tác mà quấn cái y đó mà đi xuống ruộng thì nó bất tiện quá, cho nên chế lại, reform nó lại, thành ra một cái daily outfit là có cái áo ngắn và cái quần dài. Bây giờ chúng ta, xin lỗi đại chúng, chúng ta mặc cái quần đó là cũng cái xà rông đó, nhưng mà xà rông hai ống. Còn ngày xưa là xà rông một ống. Cho nên khi chúng ta hiểu được cái mục đích của cái xà rông là để làm gì? Để che thân dưới, để khỏi hổ thẹn. Khi chúng ta hiểu được cái đó rồi thì một ống hay ống, hai ống không có là vấn đề. Cái vấn đề là chúng ta hiểu được mục đích của cái xà rông để làm gì. Cho nên chúng ta làm việc gì cũng vậy. Pháp Hòa cứ nói đi nói lại và nhắc đại chúng vậy đó. Việc gì chúng ta làm, chúng ta hiểu được ý nghĩa, và từ cái ý nghĩa đó chúng ta sẽ hiểu được rằng cái việc đó nó là như vậy, nhưng mà ở cái trường hợp khác nó khác hơn được không? Không sao hết. Ví dụ mình hiểu được cái ý nghĩa cúng hương. Cúng hương là hương này nó thể hiện qua cái vật chất, nhưng mà cái quan trọng là cái hương lòng. Cho nên có những nơi người ta không cho mình thắp hương, thì chúng ta thắp tâm hương. Trường hợp không cho thắp hương vật chất thì chúng ta thắp tâm hương, đâu có thiếu gì đâu. Cho nên chúng ta hiểu được cái ý nghĩa, và chúng ta có tăng hay có giảm hay có giữ, nó không phải là cái vấn đề. Cái vấn đề là chúng ta có giải thoát được ở cái hương vật chất không, để chúng ta nhận cái hương tâm. Mình học Phật là mình phải học cái đó đó. Mình sống với Phật Pháp là mình sống cho được cái ý nghĩa đó. Cho nên có Phật Pháp là có phương pháp. Phương pháp này nó sẽ ứng dụng vào mọi hoàn cảnh, mọi vấn đề. Ví dụ như bây giờ nếu mình giữ đúng cái truyền thống, mình đắp cái y năm điều, đi phi trường rất bất tiện. Đi vào trong public washroom làm sao? Mình na cái y đó vô đó, nó dính tùm lum hết trơn rồi, lát mình vô chánh điện mình lấy Phật. Thành thử ra chúng ta làm gọn lại. Chúng ta làm gọn không có nghĩa là chúng ta bất kính, chúng ta phản bội, hay là chúng ta là ngoại lai.
mà chúng ta được hiểu được ý nghĩa. Cho có nhiều vị nói ô đại thừa là lai bà la môn rồi vậy đó, ai muốn nói gì nói, chúng ta hiểu chúng ta đang làm gì. Dịch y là tác vụ năm điều. Rồi bây giờ cái tướng, cái hình dáng lá y này nó ra làm sao? Hình dáng lá y này là một bước dài, một bước ngắn. Là làm sao? Là cái y, bây giờ quý vị tưởng tượng cái y không? Thì khi mình mai cái điều nó xuống vậy phải không? Là năm điều. Nhưng mà khi mình làm cái đường ngắn này nè, là mình thấy rằng có một cái nó bự vậy nè, có một cái nó nhỏ nè, cái trên gọi là dài, cái dưới gọi là ngắn. Hiểu ý không? Khi nào học xong ba y đi, rồi Pháp Hòa sẽ mang cái y đó ra cho đại chúng thấy. Rồi hoặc là tối nay về tung cái y của mình ra, mình nhìn để mình phân biệt cái gì là một bước dài, một bước ngắn. Mà bước dài này tượng trưng cho cái gì? Bước dài này là tượng trưng cho thánh, bước ngắn là tượng trưng cho phàm. Khi mình mới bắt đầu tu, hay là cái y này là để mặc ở phía dưới, để là mặc làm việc. Chúng ta làm những việc rất phàm, nhưng mà trong đó chúng ta lồng cái tâm thánh. Pháp Hòa ví dụ như mình quét nhà. Ai mà không quét nhà? Người đời ở nhà cũng phải quét chứ, không quét nhà dơ làm sao? Đi tu cũng phải quét nhà như thường chứ không phải không có gì. Nhưng cái tâm niệm quét nhà của người tu nó khác lắm. Tại sao? Vì quét nhà là quét tâm. Quét nhà là quét cái tâm, quét sạch mọi lỗi lầm. Cho nên cái người đời ta có thể người ta quét nhà, người ta quét thôi, ta không có nghĩ gì hết á. Nhưng mà cái người tu chúng ta là quét nhà, là quét cái bụi ở trong lòng mình ra. Lấy cái cây chổi đưa vào những cái kẹt, những cái hốc để chúng ta móc cái bụi đó ra. Thì chúng ta là người tu, chúng ta phải đem giáo pháp tẩy trừ những cái ngõ ngách phiền não đó. Có khi mình giận ai, mình để trong lòng gốc nào đó, mấy năm nay không gặp cho nên không khởi. Tự nhiên có ngày kia gặp là nó, trời ơi, nó móc ra liền. Tôi nhớ rồi, nói mà phải nghiến răng, cái tôi nhớ rồi. Rồi chẳng những vậy, ban đêm mà ngủ thấy. Rồi chẳng những vậy, có thể người ta quét nhà xong người ta tấp vô kẹt cửa. Người tu không có được tấp bụi vô trong kẹt cửa. Người xuất gia quét nhà là phải hốt chứ không được để. Vì sao? Đó là biểu tượng của cái người không có trách nhiệm giải đãi. Và đồng thời chúng ta phải ý thức rằng nơi nào chốn nào cũng có các thần, các vị khuất mặt người ta nương. Nói cái ý khác là gì? Có phiền não phải hốt đi, đừng có cử, đừng có cất, đừng có giữ. Mình làm việc phàm không? Làm việc rất phàm, nhưng mà trong phàm đó lòng chất thánh. Người ta vẫn, mình ăn cơm, mình tu, mình có rửa chén không? Rửa. Người đời cũng rửa, mà rửa người ta khổ, mình rửa chén không có khổ. Tại vì một cái chén là một đức Phật. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Cho nên tất cả những gì người thế gian làm, người tu vẫn làm. Người tu vẫn quét nhà, người tu vẫn rửa chén, người tu vẫn giặt quần áo. Người tu vẫn xếp quần áo, nhưng mà chỉ cần nắm cái áo lên mà xếp, đạo lý nó thổi vào trong cái đó.
Người tu vẫn xếp chén vô tủ, nhưng cái việc làm đó có ý nghĩa. Thổi vào đó bao nhiêu cái ý tứ trong đó. Người ta vẫn đi đổ rác, người tu vẫn đổ rác. Mà hãy xách bịch rác ra đổ thì sao? Một thùng rác bẩn, một bông hồng tươi, muôn vật chuyển hóa thường trong vô thường. Thấy sạch dơ chỉ là một. Không có rác làm gì có hoa. Không có khổ đau làm gì có hạnh phúc. Không có bệnh hoạn thì làm gì biết trân quý những ngày khỏe mạnh. Có dầm về mưa nắng mới, có dầm về mưa tuyết mới vui ngày nắng về. Ví dụ mình ở đây mình trải qua một mùa đông, cho nên những ngày trời ấm mình rất quý. Có phải không? Cho nên cái điều y đó, một phàm, một thánh. Cái cao là thánh, cái thấp là phàm. Người tu vẫn uống nước, nhưng cầm ly nước lên, bao nhiêu chánh niệm ở trong này. Còn người không có tu tập, không biết gì hết thì người ta uống thôi, cũng đâu có tội lỗi gì. Nhưng mà ở cái mặt chánh niệm, ở cái mặt sống có ý nghĩa, có đạo lý, vậy thì tu và không tu nó khác nhau chỗ nào? Khác ở cái chỗ là chúng ta biết sống, chúng ta không thờ ơ với cuộc sống. Cho nên người tu là người tích cực. Ăn, biết mình ăn gì, ăn cái gì để mà không hại thân. Uống, biết mình uống gì để đừng hại thân. Học, biết mình học gì, học cái gì để đừng có hại cái tâm của mình. Ví dụ như quý vị học Phật Pháp, học để làm gì? Học để mình hiểu biết, học để mình tu tập, học để chuyển hóa. Không phải học để chỉ trích. Không phải học để biết coi mai mốt ông thầy đó ông làm gì sai, mình đem ra mình chỉ trích ổng. Cái đó không phải cách học. Học như vậy thì thà đừng học, tại vì mình thà không học mình không tạo nghiệp. Còn nếu mình muốn xây dựng thì cái tâm niệm xây dựng của mình là ở phương diện nào? Chứ không phải không cho mình nói, nhưng mình xây dựng bằng cách nào? Thật ra bây giờ, hồi xưa không cho các vị tại gia học luật cư người xuất gia. Bây giờ các vị chỉ cần Google một cái bấm, không thiếu cái gì trên mạng hết. Những bài giảng về giới luật của người xuất gia đầy dẫy trên mạng hết. Ai muốn nghe thì cứ nghe thôi. Nhưng chúng ta phải nghe bằng cách nào? Nghe để mình học. Thậm chí mình phát nguyện đi. Nếu con có duyên con học, con xin chuẩn bị làm tư lương cho con đời này. Nếu đời này con không đủ duyên con xuất gia thì con xin bồi dưỡng cái này cho đời sau. Học như vậy thì nó có lợi. Để tôi ráng tôi nghe cái bài này coi. Tôi thấy cái ông thầy đó chuyên môn vậy, bà sư cô kia chuyên môn vậy, tôi học để tôi chỉ trích. Tôi học để tôi điểm ra cho họ thấy. Thì cái học đó nó không giúp được mình. Nhiều khi mình tạo nghiệp. Cho nên giữa cái người tu và người không tu là biết. Biết cái gì? Biết sống. Mà thật sự trên đời này người biết sống thì đi đâu sống cũng khỏe hết. Người không biết cách sống rồi, sống cỡ nào cũng không có vui hết. Cho nên học với Đạo Phật là học gì? Một chữ thôi. Biết. Aware. Be aware. Aware where you are. Where you are. Ý thức mình đang ở đâu. Aware who are you dealing with. Với cái người đó là ai. Chứ không phải là mình learn để mình build up cái knowledge, cái kiến thức. Cái kiến thức nó không làm gì cho mình nữa. Mà không chừng nữa, kiến thức nhiều mà không tu là làm cho mình tạo nghiệp. Còn mình học để làm gì? Học để mình có kiến thức, mà từ kiến thức đó mình biến tất cả kiến thức đó thành sự tu hành và tăng trưởng trí tuệ. Cho nên nhà Phật có câu là chuyển thức thành trí. Hồi đầu là mình thức hết á, cái knowledge, cái nhận thức của mình hết á.
cái education của mình đó. Nhưng mà từ cái thức đó chúng ta hãy chuyển nó thành ra cái trí. Tại vì còn thức là còn phân biệt, mà còn phân biệt là còn so sánh và chia cách. Còn trí tuệ là nhận thức, nhận biết. Thí dụ như bây giờ trong cuộc sống người ta phân chia giai cấp, giới tính, cho nên người ta làm khổ nhau rất là nhiều. Người ta phân chia màu da, sắc tộc, khổ nhau rất nhiều. Nhưng mà khi con người vượt cái đó đi, con người biết ôm ấp hết tất cả. Tất cả mọi giới tính đều được chấp nhận hết. Nhưng mà chúng ta tùy theo mỗi giới tính mà chúng ta độ. Cũng giống như mình phân chia công việc. Ở trong chúng cũng vậy. Hay là mình sống chung vậy. Ví dụ mình biết cái người đó sức khỏe mạnh, mình nhờ đào cái cây. Mình biết cái anh này anh yếu, nhờ làm việc khác. Mình biết hết tất cả mọi người để chúng ta tiếp nhận và nhờ việc cho đúng người. Chứ không phải chúng ta biết để rồi chúng ta phân biệt chê khen. Mà người nào ta cũng có khả năng của người ta hết. Cho nên đạo Phật không có phân biệt. Không có phân biệt là giới tính. Mà giới tính nào cũng được tiếp nhận. Và mỗi một giới tính chúng ta có phương pháp tu tập riêng cho họ. Cũng giống như mình chia việc vậy đó. Người nữ thì có những việc thích hợp cho sức khỏe của người nữ, cái sức lực của người nữ. Người nam thì có sức khỏe và làm theo sức lực của người nam. Thí dụ ở chùa mình mà mỗi gì làm gì cao phải nhờ thầy Đức Tạng. Mà làm gì mà nhỏ nhỏ thấp thấp phải nhờ Pháp Hòa. Thí dụ vậy đó. Mỗi thầy có một cái khả năng. Thì mình nhờ đúng người, người ta happy, người ta vui, mà ta làm đúng việc. Tại sao mình phải phân chia? Mình chia giai cấp cái tự nhiên mình tách người ta ra và làm cho người ta không có họ hòa đồng với mình. Cho nên ở những cái trung tâm tu học mà nhiều người đó, không? Mình cần những người biết tiếng Anh giỏi để tiếp xúc với người Tây Phương. Những người tiếng Hoa giỏi nói chuyện với người Hoa. Người Việt giỏi nói chuyện với người Việt, thí dụ vậy. Cho nên mình có càng nhiều chúng xuất gia, biết nhiều thứ tiếng càng tốt, để làm đúng cái công việc độ đời. Bây giờ hiểu được cái chỗ một dài một ngắn này ha. Ngắn là cái gì? Phàm. Dài là thạnh. Mà mình tu á là mỗi ngày mình giảm cái chất phàm, tăng cái chất thánh. Cho nên qua tới cái y thất á là bắt đầu chất thánh tăng rồi đó. Hai dài một ngắn. Mai mốt mình học tới thất y, nói thất y. Giờ mình nói tới cái y ngũ điều, y năm điều, nói y năm điều. Phàm làm việc nhọc trong chùa, như là ra vào qua lại nơi đường xá phải mặc y này. Đó. Tại vì cái y này là cái y mặc để làm việc. Quét nhà nói chung là mặc cái y đó. Nhưng mà là chính là cái xà rông mà quý thầy quấn đó. Các sư năm tâm quấn đó. Bây giờ chúng ta không quấn xà rông một ống, chúng ta mặc cái xà rông hai ống. Và ngày xưa người ta không có dây thun. Ta có cái thùng rộng vậy, ta xếp nó lại, ta có cái dây người ta cột. Mà chính vì cái miếng vải đó vậy, cái dây nó cột vậy cho nên khỏi đo luôn. Bây giờ may theo kiểu mình là phải đo coi cái gì, cái thùng mình là rộng bao nhiêu để mà nhúng thun, chứ không thôi là nó siết chết. Cho nên hồi xưa là cái đó nó rộng vậy nè, ta chồng vô cái ta xếp lại. Người ốm thì xếp dày một chút, người mập thì xếp ấy chút, thì ta xếp vậy, cái ta lấy dây người ta ta quấn thôi. Vì vậy mà các vị mà đi vệ sinh là các vị phải tháo. Thậm chí hồi xưa các hòa thượng á, các hòa thượng mình hồi xưa ở Việt Nam không có mặc thun, mặc quần nhưng mà rút dây.
Hồi đó Pháp Hòa cũng có mấy bộ rút dây kiểu vậy đó, mai kiểu xưa vậy đó, quần lá nem, thoải mái, rộng rãi. Thôi mình dừng đây đi, bữa sau mình học tiếp. Này nói chưa hết y ngũ điều ha, mới có dạo dạo khúc đầu chưa vô kệ nữa. Mình học rồi mình mới thấy hay phải không? Chứ mà cái mình là người xuất gia, là đặc biệt các vị xuất gia các vị phải nắm mấy cái này, tại vì cái ấy mình mặc mỗi ngày mà mình không có biết là uổng lắm.